rồi cậu cứ để chờ lâu. Cậu bắt đầu. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Cậu mà mày yêu tao đi nhá, tao với tao đẹp trai đấy. Đổ ăn ở cháu là tí sẽ đánh đi nhá. Thôi, tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu nhá. Bye bye. Một triệu. Ở đây những chừng rưỡi. Có gì tới đấy hả? Tớ dình gì đâu. Tớ chỉ định đưa bánh mì cho cậu thôi mà. Có thật là chỉ đưa bánh mì cho tớ không đấy? Cả nước nữa đây này cô nương. Tớ sợ cậu ăn bánh mì khô nên muốn nước cho cậu luôn đấy. Lúc nào Hạ Vi cũng chu đáo hết ý. Thôi đi vào trong đi. Hạ Vi đây à? Chào giám đốc ạ. Thì thôi, hai người ở đây nhá, tớ đi ra ngoài đấy. Tâm ơi, cậu có làm sao không? Có chuyện gì đấy Hạ Vi? Tớ không, không phải do Hạ Vi đâu, do tớ đấy, tớ đi đứng bất cẩn, tớ không sao đâu. Nào, thì tớ đỡ cậu. Tớ chết rồi, kiểu này là bị trẹo chân rồi đi này, đau lắm không? Để tớ đưa cậu về phòng nhá. Vì làm phiền cậu nhé. Xin lỗi Hạ Vi nhé, là tớ làm gián đoạn việc của cậu rồi. Này Hạ Vi, có chuyện gì thì nói sau nhá, tớ đưa Thu Lan về phòng nữa. Đi, cẩn thận nào. Cẩn thận. Đi cùng tớ lấy thuốc sắp thôi. Chậm chút. Cẩn thận đấy. Rồi. Hạ Vi, mày có thể bỏ đi ánh lườm khinh bỉ đấy được không? Tao bắt đầu lạnh sống lưng rồi. Mày cười lên sẽ đẹp hơn đấy. Vừa ý mày chưa?
tao nghĩ là thôi, mày tao không thích ý, thì không không nên cười đâu. Bây giờ tao có phải đi, tao đi nhá. Đi đâu mà nhanh thế? Mày đi theo tao. Abby ơi, tao xin mày đừng. Abby, không, Tao xin mày. Ở đây hâm nóng tình cảm. Có cái ngăn kéo vạn năng rồi đấy. Cả cái thế giới này có khi còn nhét vừa luôn á. Thôi, đừng trêu tớ nữa. Tớ tìm thấy thuốc rồi. Để tớ chữa cho cậu. Tớ nói thật mà. Dường như là toàn bộ cái vẻ đẹp trên thế giới này tập trung hết ở cậu rồi. Giá như người chân nhất khiến tim anh kia si mê quên lần lời về. Dẫu chỉ nên muôn hoa cũng sẵn ngày khoe hương sắc chăm mắt. À, ui, ui, thật sự có làm sao không cậu? À, cậu vừa định nói gì cơ? Ờ, thôi, không có gì đâu. Bỏ đi. Để tớ bơi cho. Thôi, để tớ làm được mà. Để tớ làm cho. Xong rồi đấy. Ừ. Bây giờ tớ đi làm việc nhá. Người đã mang đi khỏi đây thứ gì khiến cho thế giới lặng cơ. Đúng vậy. Này, có ai lúc còn trẻ mà chưa từng yêu lầm người chứ? Là em đó. Thứ cho anh chứ, chính là vì em chen nghèo còn anh ta thì giàu có. Ở trong lòng anh em là người như vậy hay sao? Ở
trong lòng anh em chính là người như vậy hay sao? Ơ? Đâu rồi? Có văn bản cần đăng ký này Thanh Xuân. Dạ vâng. Chị đi đây. Mua cho tớ á? Xem phim mà không có cái gì bỏ vào miệng thì chẳng khác nào đó là hành động ngược đãi bản thân. Wow, đúng là soái ca đấy. Mà tại sao cậu lại biết tớ thích ăn bờ gà? Hạ Vi nói. Thế tớ không khách sáo đâu nhá. Ăn đi. Sao tên này cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Lẽ nào? Sao? Cậu định nói gì à? À không, tớ không định nói gì đâu. Lẽ nào hắn định xin bùi gà của mình? Không được, nhất định không được. Thảo Dân này, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Không được đâu. Cái này là của tớ rồi, cậu bảo tớ cho tớ rồi cơ mà. Đấy, vàng nước bỏ của tớ ở đây rồi, cậu ăn được đâu. Tớ không có ý đấy. Đùi gà này tớ mua cho cậu cơ mà. Với lại tớ cũng không thích ăn đùi gà. Ôi trời ơi, em không nói sớm. Thế cậu định nói chuyện gì? Cậu đã bao giờ được biết đến cái cảm giác bắt đầu yêu một ai đấy chưa? Cậu để tớ thinking một chút nhé. Chắc chắn là cái thằng đạo diễn khốn nạn này nó lại định thử thách mình nhưng mà sư bố thì nói chứ không được, mình phải thật bình tĩnh. Tớ không biết gì về chuyện đấy đâu, mà tại sao cậu lại hỏi tớ như thế? Tại vì tớ đang đọc dở cuốn sách Năm ấy trứng đã từng rụng. Lao, làm gì có cuốn sách nào tên là như thế? Chỉ có một cái cuốn tiểu thuyết bách hợp có tên là Năm ấy anh từng yêu em mà thôi. Có mà. Ok. Tiểu thuyết của tác giả nam drama Năm ấy trứng đã từng rụng. Có thật à? Ừ. Nam drama là thằng quái nào mà nó lại rụng trứng nhỉ? À cậu này. Sao cậu đánh tôi hoài vậy? Tại vì cái đánh này của tớ là cái đánh xin lỗi. Vì giống như tớ tát bên này của cậu ấy, thì tớ tát nó bên kia cho cân với để xin lỗi lù thẻ. Thế nhưng mà cái cuốn sách này thì liên quan quá gì đến cái chuyện mà chúng ta đang nói với nhau? Có liên quan chứ. Nó cho tớ biết cảm giác yêu là như thế nào. Là bản năng của một con người khi muốn duy trì nòi giống.
Và đó là lý do chúng ta cảm thấy cuốn hút với người bạn đời, vì họ có lại gen tốt. Thú vị quá. Nhưng mà tớ không quan tâm đâu. Chào cậu nhá, tớ đi làm đây. Hạ Dân, Hạ Dân. Mình đã nói sai gì à? Hay là rụng trứng rồi? Thì mày không biết được mà tạo ra lý do. Mày học cao để làm cái gì? Chị nói thế thì oan cho em quá. Con Hạ Vi nó bét thì cũng là bằng đại học, chứng chỉ thế đi không hết. Còn em có mỗi cái bằng cao đẳng lầu thì làm sao mà đuổi được nó hả chị? Thế thì mày chuẩn bị đồ nghỉ việc luôn đi. Chị ơi, em xin chị cho em thêm một cơ hội nữa đi. Em hứa là sẽ không làm chị thất vọng đâu ạ. Cơ hội đơn, một cơ hội. Nếu lần này là thì tự muốn sao cút vào đó. Dạ vâng, em cảm ơn chị, em hứa sẽ không làm chị thất vọng đâu ạ. Bẩm cái gì đấy? Đâu, tôi không làm bẩm cái gì đâu. Hả? Tôi nói là Phong Long. Phong Long. Hạ Vi ơi là Hạ Vi. Đốt Phong Long ấy chỉ dùng khi người ta nói về khách hàm hãm thôi. Cậu hỏi tôi hãm đúng không? Không, cậu hãm sao được? Tớ hãm. Hả? Cậu đang nói cái gì mà sao tớ không hiểu thế Hạ Vi? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình không thể loạn nghĩ với cô như thế này được. Xin lỗi về chuyện hôm qua nhé. Hôm qua chuyện gì cơ? Chuyện tớ mải đỡ Thu Lan mà quên mất không ở lại bàn công việc với cậu á. Không có gì đâu. Nhưng mà tớ chỉ sợ. Cậu sợ gì? Tớ sợ cậu hiểu nhầm tớ là để ngã Thu Lan. Cậu cười cái gì đấy? Đủ ngốc này. Tớ có phải là không có não đâu mà không phân biệt được đúng sai. Thế thì may quá. Tìm tới chỉ về chuyện này thôi đấy hả? Đương nhiên là không rồi. Thế còn chuyện gì nữa? Không có gì đâu. Tớ chỉ muốn đi về cùng cậu thôi. Thì đi về nhá. Về luôn à? Luôn bây giờ thì hơn. Thanh Xuân. Đi. Tớ chưa thể đi khi mà tớ chưa nói chuyện này với cậu. Thì nói đi, tớ đang nghe mà. Tớ làm sao? Tớ đang thích một người. Thích một người á? Theo kiểu như thế nào? Kiểu Hạ Vi à, cứ lắp bà lắp bắp đi, có gì nói tôi nghe xem nào. Mà cậu thích ai đấy? Người ấy là một người có vẻ ngoài rất là lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất nồng ấm. Một người rất là nghiêm túc, nhưng lại đôi khi rất đáng trí. Và đặc biệt, người có một nụ cười rất là cháy nắng, rất là dễ thương.
Thanh Xuân, tớ cảm ơn cậu. Hả? Tớ lại cảm ơn tớ? Cảm ơn vì cậu là người đấy. Người có mấy ai hiểu được tiếng yêu của thế gian, dẫu trai bao thăng trầm. Cảm ơn vì cậu là người đó. Cậu đang nói cái gì? Sao tớ không hiểu? Bình thường cậu thông minh lắm mà, sao hôm nay tự nhiên lại rớt não à? Mình đã bỏ hết cả liêm sỉ thế mà. Này, ý tớ là tớ thích cậu đấy. Tình yêu như mây trắng nhẹ trôi xanh biếc trời trong rồi bão to kéo qua, chạy trốn làm sao, chỗ trốn thì không xoay chuyện chẳng kịp. Này Thanh Xuân, nhiều khi ta cảm xúc một phép. Này Thanh Xuân, sao mặt cậu đỏ thế? Tớ chắc tớ không sao đâu, nhưng mà thật sự mấy chuyện như thế này tớ không hiểu. Này cậu có sao không? Hạ Vi ơi, sao tự dưng tớ thấy đau đầu thế? Qua mắt thấm mặt ù tay. Cậu ổn không? Tớ không khỏe rồi, giờ có lẽ tớ phải đi về. Không thì tớ ngất mất. Hẹn gặp cậu sau nha. Này 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 Thanh Xuân, sao lại chạy đi như thế nhở? Mà cũng không sao, dù sao thì mình cũng đã nói được rồi. Nhà mình bên này mà nhở. Đời người tôi xin chỉ lấy đi một đoạn, vẫn xong thì ta xem nhau như chưa từng thân quen. Anh chính là điều Thanh Xuân, hey, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, tớ có biết bạn tớ đi chưa nhá? Không biết đã đến kẹt một ít chưa? Drama romantic à? Hạ Vi, sao mặt nghệt ra thế? Thế đã tỏ tình chưa? Cô ấy chạy đi rồi, chả nói cái gì cả. Chắc em lại gặp phải bài toán khó, cần lời giải đáp mất rồi. Phàm chuyện gì trên cuộc đời này, nó cũng cần thời gian. Anh nghĩ là con bé cũng đang bối rối giống như em thôi. Hãy để cho nó thêm thời gian, lạc quan lên, nhá. Vâng ạ. Gì đây? Anh ở đây từ bao giờ đấy? Ơ kìa, đứng đây nói chuyện với em nãy giờ, máu lên não chậm à? Từ nãy giờ anh nhìn thấy hết rồi. Nhìn thấy hết rồi. Đúng là một cuộc tình tuyệt vọng. Anh, thôi. Em đi đây, em không nói chuyện với anh nữa. Ơ kìa, Hạ Vi. Con bé này, cuộc tình của anh là cuộc tình vô vọng cơ. Sao cậu lại ở đây? Thế này nhưng mà ai vô vọng thế? Không có gì đâu. Tớ biết thừa, chắc chắn là cậu lại vừa bắt phạt ai ở trong công ty, khiến cho người ta vô vọng đúng không? Giá như mà bắt được người ta thật thì cũng hạnh phúc biết bao đấy. Nhưng mà thôi, tớ hiểu cảm giác của cậu mà. Gì? Cậu hiểu á? Ừ. Là cậu. Là cậu, à không, ý tớ là cậu biết chuyện này để làm gì? Kệ đi, chuyện của tớ. Thì tớ cũng chỉ muốn biết là ai là người đen đủi để có bắt được thôi mà. Cậu muốn tớ phải hỏi cậu như thế nào nữa? Tớ tự lo được, cậu cứ đi làm việc đi, nhá. Thì thôi, khó hiểu. Đúng là nói ra thì toang hết cả. Tôi tôi xin lỗi giám sát. Tại tôi thấy giám sát đứng một mình, xong cứ tự tát vào mặt mình bóp ấy. Tôi cứ tưởng là giám sát vã quá nên tôi giúp ấy mà. Cô bị điên à?
Bây giờ cô đã nhìn rõ mặt tôi chưa? Nhìn rõ chưa? Ai đây? Thì giám sát ạ. À, bây giờ thì mắt cô tinh tường rồi đúng không? Thế thì đi lên phòng giám sát viết bản tường trình cho tôi. Đừng, 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 bà giám sát là đừng. Tôi chỉ làm ơn thôi mà đừng mà. Không có ơn vậy thì chẳng đi. Chị Hồng Anh, chị sao đây? Sao đây? Thất tình à? Không, chị mà thất tình được đã tốt. Đằng này chị làm sao? Kể em nghe. Trời ơi, chị vừa bị giám sát trừ hết một tháng lương. Ôi, vì tội hành hung người đấy. Chị, sao lại hành hung? Hành hung ai? Trời ơi, em biết thừa là chị có dám đánh ai đâu. Chuyện là như thế này này. Vừa nãy chị gặp giám sát. Thế chị mới thấy giám sát cứ tự tát vào mặt mình bốp bốp ấy. Ôi, thì chị tưởng là giám sát bị ghẻ nên chị chạy ra chị tát hộ. Ai ngờ lại lành tranh chuyện của người khác rồi. Bây giờ chị bị trừ hết một tháng lương rồi. Tháng này chị ăn kiểu gì, chị sống kiểu gì đây? Ôi giời. Sao số chị nó khổ thế em ơi. Chị ơi, đừng khóc nữa. Chị khóc em não hết cả lòng đây này. Thế em cũng buồn à? Em cũng bị trừ lương à? Em mà cũng được trừ lương như chị, có khi em còn mừng. Thế em bị làm sao? Chuyện này em không nói được. Nhưng mà chị chỉ cần biết là em cũng rất buồn là được rồi. À, thế bây giờ em có muốn chúng ta bớt buồn không? Đương nhiên là có rồi. Có ai muốn buồn bao giờ? Đợi chị một tí. Đi đâu đấy? Chị đang nói chuyện. Ôi xài. Cái gì đấy chị? Rượu. Rượu? Ừ. Em không biết là người ta thường nói uống rượu sẽ bớt buồn à? Ai nói với chị thế? Thì chị đọc ở trên mạng. Mà đang ở trong công ty. Chị lấy rượu này đâu? Chị lấy ở ban thần tài dưới sảnh công ty. Cái gì? Nhưng mà em yên tâm, chị đã khấn bái tử tế cẩn thận rồi. Cứ thế mà uống thôi. Ôi. Chị ơi, nhưng mà đang ở trong giờ làm việc chị ơi. Không sao, uống đi, thôi uống nhanh. Vui chưa? Được chưa? Vui không? Vui lên chưa? Bắt đầu vui đúng không? Bắt đầu vui đấy, thấy chưa? Chị nói mà đúng, chỉ có chuẩn thôi. Nào. Đấy. Uống đi bạn hỡi. Trời ơi. À, ngọt đấy. Trên cái đời này không việc gì phải buồn, hiểu không? Buồn làm gì? Đúng. Phải vui. Chính xác. Cạn ly. Ủa? Chị Hồng Anh, ừ. Chị có biết điều gì là buồn nhất? Đương nhiên là không có tiền là buồn nhất rồi. Em hiểu không? Sai. Quá sai. Em nhầm. Điều một, chị không bao giờ sai. Điều hai, nếu sai, quay lại điều một. Nghe chưa? Sai rồi. Thế chứ cái gì? Thất tình mới là buồn và đau khổ nhất. Em nhầm. Đúng. Chị hiểu. Nhưng đó chưa phải là nhất. Mà yêu ấy, không đến được với nhau ấy, thì nó mới là day dứt và tổn thương nhất đây này. Mà em thích ai? Nói cho chị thôi. Chị chạy ra chị xách cổ nó, chị lôi lên đây cho em ngay và luôn. Thích à? Đúng. Em thích à? Đàn
bà. Đàn bà? Đúng. Chỉ có đàn bà mới khiến thế gian này thèm muốn và khiến ta đau đớn. Chị ơi, đúng không? Thế thôi, bây giờ em bảo em đi ra kia giải quyết. Chị lấy rượu nhá. Xong rồi chị em mình nhậu tiếp. Mà lấy rượu ở đâu ấy nhỉ? Sao bên này làm gì? Lại còn đốt lót kẹo cho tớ nữa thế này hả? Thì cậu có thích không? Có chuyện gì đâu, chỉ là tớ chưa ăn, sang đây rủ cậu đi ăn thôi. Ai trả tiền? Đương nhiên là tự cậu trả rồi. Này cậu vô lý vừa vừa thôi nhá. Rõ ràng cậu là người rủ tớ đi ăn, lại để tớ trả tiền là như thế nào? Cậu nghĩ lại đi, tớ chỉ rủ cậu đi ăn thôi, chứ có bảo mời cậu đâu. Hết vô rồi, không đi nữa. Đường là một giám đốc nhân sự của một công ty lớn như thế này, lại để tớ trả tiền hộp cơm à? Cậu nghĩ lại là bản thân mình ấy cũng là con gái của tổng giám đốc đấy, thì có khác gì đâu. Thưa cô nương, thân phận của tôi là con của tổng giám đốc, chứ không phải là giám đốc đâu. Hàng ngày tôi vẫn phải đi làm trợ lý, kiếm từng đồng từng hào, chứ có giàu sang gì đâu.
Thôi được rồi, thì nếu bây giờ ấy, tớ mời cậu, cậu có vui không? Vui, rất là vui. Nếu mà điều đó làm cậu vui ấy, thì tớ luôn sẵn lòng. Lại một câu hôm qua thế này, yêu đương như thế nào. Đi rồi. Chính mình đúng không? Thật là... Này! Hướng! Gì đấy? Cậu lái xe đi. Sao lại là tớ? Căng cơ bụng thì trùng cơ mắt. Hay là cậu lại muốn gió đâm vào đâu đấy, đúng không? Đấy, cẩn thận! À! Đấy, này! Rồi, ngủ luôn thật rồi. Điên rồi đấy. Người nhỏ mà nặng ra đấy. Nhưng mà thật ra thì không phải cái gì cũng nhỏ. Vậy đâu. Nhưng mà một chút chắc là không sao nhỉ. Giờ cô nói thế là sao? Anh đừng có liên thuyên nữa. Xe của tôi có camera hành trình đấy. Chân. Này. Xe không có cao không sao? Anh làm biết. Như thế này mà. Như thế mà được à? Cậu tỉnh rồi à? Sao đấy? Lao vào xe mình ăn vạ đây này. Làm nước à? Gãy chân rồi à? Hay là ném cho ít tiền cho nó xong chuyện nhá. Cậu còn tiền á? Quên mất cậu ăn hết rồi còn đâu. Để tớ. Này anh kia. Gì? Anh không diễn được rồi đấy. Cô nói cái gì thế? Cô đâm vào tôi rồi bảo tôi diễn kịch là sao? Tôi nói với anh là anh không diễn được rồi đấy. Xe của tôi đang di chuyển trong khu đông người như thế này, vận tốc cho phép là 50 km/h. Và nếu có va chạm ấy thì anh sẽ bị văng 3 đến 5 mét cơ. Anh nhìn này, dù anh để cái đầu xe của tôi có biết kéo lê nó không? Không có nhá. Tức là anh cố tình lao vào xe của tôi đấy. Và kể cả là xe của tôi đâm gãy chân của anh đi chăng nữa nhá, thì sẽ chịu một lực va chạm rất là mạnh. Và anh nhìn xem đầu xe của tôi đây, có một vết méo hay một vết xước nào không? Và chân của anh gãy được giỏi thế. Nói gì này? Nói thế ai hiểu? Nói thế tôi cũng nói được. Gãy chân rồi. Này nước ơi. Anh muốn đem bao nhiêu tiền? 10 triệu. 100 triệu. Cái gì? 100 triệu á? Này này này, ăn vạ rồi còn ăn cả cướp đấy à? Hả? Để tớ. Này anh bạn, tôi sẽ trả cho anh 200 triệu. Này. Cô nói thật chứ? Thật. Với điều kiện nhá, tôi sẽ lấy xe cán nốt trên bên này của anh. Im đi, này, im. Thôi, không cần nữa. Yeah. Không ngờ ấy, cậu ngầu như thế đấy. Mà này, lúc nãy cậu định cán nó thật đấy à? Thật. Thật. Không.
tớ đùa đấy. Cậu nhìn tớ như thế này thì làm sao mà dám cắn với anh ta. Thôi này, lên xe đi, tớ đưa về. Lần này để tớ lái. Được rồi. Đi. Ờ. Alo, em nghe chị. Dạ vâng, em vẫn đang triển khai rồi ạ. Chị yên tâm, lần này nó không thoát được đâu ạ. Sao? Chị bảo em để ý Thanh Xuân lắm. Ôi dồi ôi, chị cứ lo xa. Cái cô tiểu thư ngáo ngơ bình hoa di động đấy thì biết cái gì. Dạ vâng, vâng ạ, chị cứ yên tâm ạ. Dạ, em chào chị. Hết cả mình, cái gì cũng đổ lên đầu mình. Tồi tệ. Được lắm, các người cứ đợi đấy. Nếu mà có cơ hội, tôi sẽ lật đổ hết các người. Lạ thật, có chuyện gì mà Jess lại như vậy nhỉ? Xin chào tất cả các cán bộ công nhân viên của Cham Company. Ngày hôm nay các bạn đã có mặt tại buổi họp thường niên của cán bộ công nhân viên. Tôi là Hạo Dân, dân trong từ quốc dân, ý chỉ tôi là một người đàn ông kiểu mẫu. Hạo, cái ông này đang công ty đang họp, ông vào đây làm cái gì? Có việc. Mà tôi nói cho ông biết nhá, tên của tôi là Hạo Dân đàng hoàng, ông cứ hạo như kiểu là chó thế à? Thôi được rồi, tôi biết rồi, đi đi. Và ngay bây giờ, ơ kìa, quay lại làm gì nữa? Lâu không được diện trên hình quá, kém thêm tí. Đi ra làm việc ngay, đuổi việc bây giờ chứ. Rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của tất cả mọi người. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với cuộc họp của công ty. Anh ơi, dài dòng quá. Và mọi người thông cảm, cho tôi dài dòng nốt một câu. Bởi vì là sau đây thì tôi sẽ không còn cơ hội để dài dòng nữa đâu. Có một thông tin là ngày hôm nay, người chủ trì cuộc họp của chúng ta sẽ không phải là tổng giám đốc. Không phải tổng giám đốc thì là ai? Và người chủ trì cuộc họp ngày hôm nay của chúng ta sẽ là người quyền lực nhất cho đến thời điểm hiện tại của công ty. Và đó không ai khác, chính là phu nhân của tổng giám đốc, Đông Điệp. Chào tất cả mọi người. Lâu rồi không gặp, chắc mọi người vẫn nhớ ra tôi chứ. Một lần nữa, chào mọi người. Xin chào Điệp phu nhân. Chắc mọi người rất ngạc nhiên vì sự mặt của tôi ngày hôm nay mà không phải là tổng giám đốc đúng không? Mọi người đừng lo lắng. Tổng giám đốc chỉ vào phía Nam một thời gian ngắn, đang quản lý một chi nhánh chúng ta mới mở. Tôi chỉ tiếp quản một thời gian ngắn mà thôi. Chắc ở đây không có ai có ý kiến gì chứ? Dạ không thưa phu nhân. Thế thì chúng ta bắt đầu vào cuộc họp. Sắp tới, công ty của chúng ta có một show diễn thời trang mùa hè mang tên... Mang tên là We Go Together in the Summer. Tôi muốn hỏi ai là người đang chịu trách nhiệm phụ trách cái chương trình này? Dạ thưa phu nhân, về mảng thiết kế thì công ty đã có team đảm nhận rồi ạ. Còn về mảng thi công và giám sát thì vẫn chưa có người chịu trách nhiệm ạ. Dạ thưa Điệp phu nhân, tôi xin đề xuất Thanh Xuân sẽ là khâu tổ chức ạ. Bởi vì trước đây Thanh Xuân đã có rất nhiều kinh nghiệm tổ chức với tổng giám đốc. Nhưng còn khâu thi công thiết kế thì thực sự tôi chưa biết giao cho ai. Jessica, cô muốn đảm nhận vai trò này à? Dạ thưa, không phải đâu ạ, thưa phu nhân. Mà tôi muốn đề cử một người và tôi nghĩ người này sẽ làm tốt việc này. Ai vậy? Cô cứ nói đi. Đó chính là Hạ Vi ạ. Hạ Vi? Hạ Vi là ai? Tôi ạ. Hạ Vi tuy là nhân viên mới,
Thế nhưng mà cô ấy đã làm tốt vai trò giám sát thi công của bên mảng nội thất của chúng ta đã. Thưa phu nhân, Jessica nói đúng đấy ạ. Dựa vào báo cáo tháng trước, thì chất lượng sản phẩm của chúng ta khi đưa ra thị trường rất là tốt. Điều đó chứng tỏ là bộ phận giám sát và kiểm định của chúng ta làm việc mà Hạ Vi lại chính là người đảm nhận vai trò đấy. Nên tôi nghĩ để Hạ Vi đảm nhận vai trò giám sát cho show lần này hoàn toàn hợp lý. Lạ thật, sao vị trí tốt như vậy mà Jessica lại nhường cho Hạ Vi chứ nhỉ? Nếu mọi người đã đề cử thì theo ý của mọi người đi. Hạ Vi, cô chịu trách nhiệm cho phần việc lần này. Nếu làm tốt, công ty sẽ không bạc đãi cô đâu. Cảm ơn phu nhân cứ tin tưởng ở tôi ạ. Chúng ta dừng cuộc họp tại đây. Thanh Xuân, cô đi theo tôi. Chúc mừng em nhé. Cố lên, anh tin là em sẽ làm được. Cố gắng lên. Hạ Vi, cố lên. Mẹ, phu nhân. Lâu rồi con quên cả cách gọi bằng mẹ à? Dạ, tại con làm việc với tổng giám đốc lâu quá nên là không quen ạ. Lại còn quên cả cách gọi bố nữa. Bố con hà khắc quá, dần dần con thành cái robot rồi đấy. Thôi kìa mẹ, mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề lên ý. Mà mẹ về lúc nào sao không nói với con? Riêng không biết là con có phải con của mẹ nữa không cơ. Ghê chưa? Bây giờ còn dám trả treo với mẹ được cơ đấy. Con nào dám ạ? Có sao thì con nói vậy thôi. Mẹ không nói, chỉ muốn để con bất ngờ. Bất ngờ đâu con chẳng thấy, chỉ thấy bất động thôi. Ghê chưa? Càng ngày càng làm quá. Thấy mẹ nhẫn nhịn, lấn tới đấy à? Con xin lỗi, mà sao lần này mẹ phải bất ngờ đấy ạ? Thì tại bố con chứ tại ai? Đùng một cái bảo đi là đi, rồi nhắn một cái tin. Em giúp anh. Con thấy bố dạo này cũng stress về công việc nhiều quá, nên chắc là muốn tìm một nơi nào để yên tĩnh để nghỉ dưỡng. Mẹ cứ kệ bố đi. Mà mẹ dạo này sao rồi? Mà làm nhà văn quá, quên luôn con gái của mình rồi đúng không? Đây, tôi đang đứng cạnh con gái đây còn gì nữa. Mẹ về một lúc rồi mẹ lại bay chứ gì. Yên tâm, lần này mẹ sẽ phải làm việc ở công ty ít nhất là nửa năm. Ôi, thật đó? Bù đắp lại cho con những ngày tháng xa vắng mẹ. Bố đắp cho con à mẹ? Ừ, nên bây giờ con thích gì mẹ chiều hết. Cái gì cũng được ạ? Đương nhiên là chỉ trong khả năng của mẹ thôi nha. Thế thì con muốn... Ai đấy? Là tôi, giám đốc nhân sự ạ. Mời cô vào. Chào phu nhân, chào anh sư. Giám đốc nhân sự... Thưa phu nhân, đây là giám đốc nhân sự mới của công ty mình, thay cho vị trí chị Tử Vi ạ. Thế Tử Vi đâu rồi? Chị Tử Vi được thăng làm tổng giám đốc của Việt Nam, bây giờ chị đang ở trong đấy chứ ạ. Dạ vâng ạ, tôi là người mới, mong phu nhân là mọi người giúp đỡ ạ. Tôi mới đi có một thời gian ngắn, mà về công ty đã có quá nhiều sự thay đổi. Thế cô đến đây có việc gì không? Dạ thưa, cô không có chuyện gì cả, chỉ là tôi muốn qua chào phu nhân một tiếng, mừng phu nhân trở về công ty ạ. Vừa xinh đẹp, lại khéo ăn khéo nói, tôi thích. Phu nhân có khen rồi ạ. Cậu làm gì không? Phát phòng rồi. Về cậu vào trong cậu ta. Thì vụ cho tôi nhá. Thanh Xuân, Thanh Xuân. Hạ Vi. Này, sáng nay cậu nói đông nghiệp phu nhân đấy hả? Ừ. Người ấy là vợ của tổng giám đốc. Tức là mẹ của tớ. Sao cậu biết tớ định nói gì đấy? Thì nó hiện rõ một bố chứ không là cậu kia kìa. Mà tớ nhẵn mà. Này, hôm nay tìm tớ chắc không phải để định hỏi mỗi chuyện này thôi đúng không? Lại chuẩn nữa, bái phục. Tớ là nhà tiên tri mà lại. À mà này, cái hôm mà tớ sang nhà cậu ấy, sao tớ không thấy mẹ cậu? Thì mẹ tớ là nhà văn, phải đi khắp nơi để quảng bá sách, làm sao mà cậu gặp được. Cũng đúng.
Như thế chắc phu nhân nổi tiếng lắm nhở? Ừ, một số tác phẩm như Thế Kiệu Tân Truyện, Kế Hoạch Nghệ Thuật Chiếu Thư, Tấm Cám, Một Đời Ân Oán, Thạch Xanh, Sự Trở Lại Của Hoàng Hậu để tớ do mẹ tớ viết đấy. Ôi, toàn những tác phẩm nổi tiếng thôi. Cậu đợi tớ một tí nhá. Ân Hạnh, đi đâu? Tớ đi xin chữ ký của phu nhân. Trời ơi, toàn tác phẩm tớ thích thôi. Ôi, cái đầu ngốc này. Cậu muốn mít đuổi việc à? Mẹ tớ khó tính lắm đấy. Cậu nói thế nào chứ? Mẹ cậu chắc hẳn phải tâm lý lắm mới viết được những tác phẩm nổi tiếng như thế. Là người của công chúng đấy nha. Mẹ tớ là người của công chúng, nhưng lại không phải là một người phụ nữ của gia đình. Một năm chắc tớ gặp bà được vài lần nữa. Thương cậu quá à. Nhưng mà cậu yên tâm đi, từ giờ bên cạnh cậu có tớ rồi mà. Tớ không để cậu cô đơn đâu. Ai cần chứ. Này, ngoài kia bao nhiêu người muốn đấy nhá? Ở ngoài kia bao nhiêu người muốn? Còn bản cô nương đây thì không? Này, không đùa nữa, nghe tớ hỏi. Cậu có dự định gì cho dự án sắp tới chưa? Đấy, cậu nhắc tớ mới nhớ. Tự nhiên những giao việc mà tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Jessica thật là... Bình tĩnh đi. Đây là cơ hội lớn của cậu đấy. Nhất định cậu phải làm tốt, nghe rõ chưa? Cố lên! Tớ sẽ cố. Tớ về làm việc đây. Thanh Xuân! Cậu làm dơ cái gì kìa? Đâu? Tớ có làm dơ gì đâu. Dơ tình cảm của tớ đấy. Hỏi một câu rất đơn giản đơn. Hãy đi nghe là lực hấm dẫn vô thoáng ra. Hãy hướng vì đắng mò. Ô, đi thật à? Này! Này! Thật sự mất rồi. Thay. Hey, tao đây. Cái gì đấy? Không phải tìm, ở đây chỉ có một mình tao thôi. Sao lại là mày nhỉ? Tao có tưởng Thanh Xuân. Không, tao thì là ai? Thanh Xuân đi theo mày để làm cái gì? Thế mày đi theo tao làm gì? Sao không đi về đi? Tao mà phải đi theo mày á? Cái con đường này ngày nào tao chả đi về. Chẳng qua ấy, mày ngẩn ngơ nên không để ý thôi. Tôi đi về. Này, uống nước đi. Thank you. Này Vũ Hảo. Hả? Theo mày thì tao phải làm gì bây giờ? Làm gì là làm gì? Mày hỏi chả có đầu cuộc cuối gì cả. Ai mà biết trả lời. Thế mà cũng đòi làm bạn thân. Tao có tưởng mày hiểu tao lắm cơ. Ừ. Thì mày biết rồi đấy. Cả cái thế giới này tao chỉ quan tâm có một người thôi. Mà người ấy thổ lộ chưa? Rồi. Kết quả như thế nào? Chả chứ nào. Thất bại à? Không, có thất bại đâu. Nhưng mà cũng chẳng thành công. Vì cô ấy có nói cái gì đâu. Tốt quá còn gì nữa. Tổ ba này. Suýt nơi tao nuốt luôn cái chai vào mồm rồi. Mày nói được rồi, đừng có ngoạ tay chân được không? Tốt cái gì mà tốt. Cái con ngáo này. Mày thử nghĩ lại xem. Một khi mà cô đã không thích mày ấy, thì cô sẽ từ chối thẳng thừng luôn. Đây này, cô vừa không đồng ý cũng không từ chối, thì chứng tỏ một điều là cô vẫn đang lưỡng lự, suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của mình. Phàm mà đã không nghĩ thì thôi á, một khi đã động tâm thì vấn đề còn lại chỉ là sớm hay muộn thôi. Ai chả. Tao có sự suy nghĩ lại về mày rồi đấy. Sao lại suy nghĩ lại về tao? Thì bình thường
mày ngáo ngáo ngơ ngơ. Nhưng mà những cái lúc mà tao bơ vơ như thế này, mày tâm lý ra cát chuẩn phết. Ê, chuyện đời tao ấy, sương gió bụi trần, có chuyện gì mà tao chưa từng trải qua. Nhưng mà thế bây giờ tao phải làm gì? Tiếp tục theo đuổi bền bỉ để chứng tỏ cho cô ấy thấy mày là chỗ dựa đáng tin cậy, an toàn và ấm áp. Tao đã bảo mày rồi, đừng có minh họa tay chân cơ mà. Tao muốn làm người yêu cô ấy chứ không phải làm mẹ cô ấy. Thì tao phải minh họa cho nó hay, cho nó sôi nổi lên chứ. Mày hiểu không? Bách hiểu. Thế còn mày? Tao thì sao? Thì nhìn mày cũng đẹp trai. Ngoại trừ những cái lúc ngáo ngơ ra ấy, thì cũng là một người đàn ông ổn áp đấy. Thế không được tao thích mày à? Thì tao cũng như mày thôi. Cả cuộc đời này tao cũng chỉ thích đúng một người. À đấy? Mày. Tao đùa đấy. Tao biết mày đùa mà. Làm sao mày thích tao được? Mà với cả mày biết thừa tao không thích đàn ông một người nữa. Thích một người đâu quan trọng người ta giới tính gì, cứ thích là được. Cũng như mày ấy, chỉ có bên ngoài giống nữ thôi. Lại còn bày đặt triết lý. Lo mà uống nước đi, còn đi về. Sau làm gì thì nhớ cẩn thận chứ. Chị ơi. Hả? Từ sáng đến giờ chị thấy Hạ Vi đâu không? Hạ Vi á? Em nhắc chị mới nhớ. Từ sáng đến giờ chị cũng không nhìn thấy Hạ Vi đâu cả. Chắc là hôm nay nó đi làm muộn thôi. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi mà chị. Ha. Ủa? Mà sao em lại lo lắng cho Hạ Vi thế nhở? Lại một câu hôn mua thế này. Chắc là hôm nay nó ngủ quên thôi. Thi thoảng chị cũng hay ngủ quên mà. Đợi chị một tí, chị có điện thoại nhé. Alo, mình nghe này Vũ Hạo. Ê, chị đang hẹn hò với Vũ Hạo à? Không, đồng nghiệp thôi. có chuyện gì thế? Sao? Hạ Vi. Cái gì? Cấp cứu á? Cậu cứ ở đấy lo việc đi. Việc ở công ty để tao lo cho. Chị vừa nói ai phải cấp cứu cơ, Hạ Vi á? Bị làm sao mà cấp cứu hả chị? Bị làm sao? Bị Hạ Vi bị đâm, đang cấp cứu em ạ. Hạ gọi điện cho chị để xin nghỉ. Bệnh viện nào? Bệnh viện Hoàng Sơn. Chị là con việc giúp em. Thanh Xuân,
sao cậu lại đến đây? Đừng có hỏi mấy câu tương tự ấy nữa, tôi hỏi Hạ Vi ở đâu? Phẫu thuật rồi, đã có cơn nguy kịch, nhưng mà bây giờ cũng chưa thấy tỉnh lại. Cậu đi đứng đường lý lái xe còn gì để bị Hạ Vi phải đâm đấy hả? Lái xe? À không, tôi có lái xe đâu. Không lái xe làm sao mới đâm được? Trời ạ, không phải là đâm xe, mà là đâm như này này. Đấy, đâm như này. Làm sao mà mới đâm được? Thì tại lúc tại cớ tôi không để ý, chắc là tại cái cơ bị sốc của đấy. Dừng đã, bác sĩ bảo là Hạ Vi còn yếu lắm, chưa thể vào thăm được. Im đi. Sao Ngô Thanh Xuân cũng sốc thế nhỉ? Xấu. Sao mỗi người muốn làm hại cậu đấy hả? Mỗi tấm thân gầy gò cũng không biết bảo vệ mình nữa. Cậu làm cho tôi khóc, bây giờ còn làm cho tôi lo nữa. Cậu hứa với tôi như thế nào, không được để tôi một mình cơ mà. Dậy đi. Cậu không dậy là đánh cho cậu dậy nhá. Anh Xuân ơi, bác sĩ sắp đến rồi, đi ra thôi. Cậu ra trước đi, xong tôi ra bây giờ. Cậu đi làm cái gì đấy? Không có gì đâu, đi ra ngoài trước đi. Từ ta cho cậu đi. Cậu nói đi, là đi giặt đây à? Cậu tỉnh dậy lúc nào đấy? Tất nhiên là tôi phải tỉnh dậy rồi. Để cậu thực hiện lời hứa với cậu đấy. Không để cậu đi mất à? Tớ đã nói là tớ ở bên cậu. Bây giờ cậu đi thì tớ ở bên ai? Trời đất yên lặng cho cả một triệu khả năng. Giờ phải bước đi, bây giờ phải dừng lại. Nhìn tuyết một mình trong lòng biết bao nhiêu sự tình. Chìm trong bóng đêm hay chờ nắng. Để tôi xem nào. Không sao, tôi vừa mổ nên là hơi đau thôi. Thế cậu không sao, cậu nghỉ ngơi đi, công ty nhiều việc quá. Dám chăm lo sức khỏe cho tốt nhá. Này, đi thật à? Cảm giác này là như thế nào? Tôi nhìn thấy hồi hộp như thế. Xong rồi à? Rồi. Hiểu lầm cái gì? Ý tớ là cậu thăm Hạ Vi xong chưa? Tớ lại có tưởng. Tưởng cái gì? Không có gì. Đi về công ty làm việc đi, công ty có rất nhiều việc đấy. Tưởng cái gì nhỉ? Thôi bỏ. Đau này nhờ, hơn cả đến tháng nữa. Bắt thuốc giảm đau Thanh Xuân đi về mất rồi. Còn được cả thằng Vũ Hạo nữa. Mình bệnh như thế này mà nó còn bỏ mình đi được. Đúng là bạn thân, thân ai gửi lo. Cô ấy mới về có một lúc mà mình đã nhớ như thế này rồi. Vậy là
nào bây giờ? Trời ơi! Ơi! Mà điện thoại mới đâu? Nhắn tin cho cô ấy mới được. Chuyện mai mà vui thế? À, chuyện công ty ấy mà. Mà buổi trưa rồi đấy, cậu thấy đói bụng không? Hay là bọn mình kiếm cái gì ăn đi. Để tao xem bây giờ đã. Ui, đã 2 giờ hơn rồi á. Bây giờ ăn cũng dở bữa nhỉ. Còn cơm bây giờ cũng tạm nghỉ rồi. À, hay là có ăn bánh mì nhá. Đâu? Ừ, ok. À, để đêm chờ tới đây, ra mua bánh. Ừ. Gì đấy? Cậu hai đứa mà cậu mua mỗi một bánh thì đứa nào ăn được đâu nhỉ? À, chả là bây giờ cũng muộn rồi ấy. Tớ đi mua thì họ bán đúng một cái thôi. Thôi, cậu ăn tạm nhá. Thôi này, tớ cho cậu ăn đấy. Chả nghe bao nhiêu công sức cậu đi mua, cậu lại nhịn đói làm sao được? Thôi, cậu ăn đi, không phải ngại đâu. Tớ đang tập gym nên phải giảm cân mà. Hay là, thôi bây giờ chả bóc ra, thế là hai đứa mình ai cũng có phần. À, cho tôi. Ừ, này, theo cậu. À, tôi có điện thoại, chờ tôi một tí nhé. Ừ. Alo. Ờ, Hồng Anh à? À, ổn rồi. Chắc là tuần sau Hạ Vi ra viện đấy. Ok, thế nhá. Hồng Anh. Cậu có vẻ vẫn còn đói nhỉ? À, hay là cậu ăn phần của tớ đi. Thôi, miếng bánh này liêm sỉ lắm. Tớ không dám ăn đâu. Thôi, cậu ăn nốt đi. Thật á? Thật. Ờ, này. Hả? Sao chạy nhanh thế? Không chạy, để mà cậu đòi lại của tớ á. Không khác gì Hạ Vì. Cái con điên này bẩn hết quần áo của tao rồi đấy. Chị ơi, em xin lỗi nhưng mà em không cố tình đâu ạ. Chị cho em xin lỗi ạ. Có chuyện gì đấy? Cậu có sao không? Yeah. Không giờ của mày mà thích đánh chay không? Hả? Đánh tớ thì tớ có thể nhịn, nhưng mà nó đánh cậu ấy thì nó nhịn.
Ơ, Thanh Xuân, Vũ Hạo, hai người đi đâu mà như đánh trận thế này? Không ạ, em mất cả một tí thôi. Thôi em xin phép, em phải làm việc nhá. Ơ kìa. Này, đứng lại đây đã. Cái gì đấy? Có phải là cậu với Thanh Xuân cãi nhau, thế nên mới đánh nhau bầm dập như này đúng không? Cậu bị điên à? Tớ đàn ông con dài này, ai đánh phụ nữ bao giờ? Thế có chuyện gì? Nói mau lên. Cậu mà không nói nhá, thì đừng có trách tôi. Thì chuyện là như thế này. Cái lúc mà tớ đi thăm Hạ Vi về thì Cái đấy. Chết rồi. Xước của vết to đùng thế này, không biết có để lại sẹo không nữa. Sao mà còn nói nữa, đưa lên có bôi thuốc cho. Sao cho cậu đỡ sót. Lúc nhỏ ấy, tớ cũng nghịch ngợm lắm, trên người xuất sát suốt à. Mỗi lần như vậy mẹ tớ đều thổi cho tớ. Sao, cậu đỡ đau hơn chưa? Có. Nhưng Nhưng sao? Cậu cảm động với chuyện gì? Nhưng có cái mùi gì đó lạ lắm. Trưa nay cậu ăn bún lợn còn tôm đúng không? Đúng không? Thôi, chắc là cậu cũng sao đúng không? Nói nhiều như vậy chắc không sao rồi. Thôi ở đây nhá, tớ đi về phòng. Này, tớ còn đau mà, Thu Lan ơi. Tớ đau quá này. Bánh mì bị sưng hết cả mặt rồi này. Ai mà biết được chúng nó lại hung hăng như thế. Nó đi lại thì tức, mong cho nó trốn kỹ vào. Để tao mà tìm được thì. Thì sao? Thì tao đánh cho chúng nó như dương thì sao nữa. Vậy à? Mai nói đấy. Con danh này. Chán sống rồi à? Đồ nữa cơ. Để anh đi dạy mày cách chụp đồ chơi nhá. Bánh mì ngon đấy.
động với người yêu của chị ấy. Viết tay như vậy cơ. Chứng minh cho cậu thấy là tớ thuộc với cậu mà. Tớ làm gì có thuộc hạ nào yếu đuối như cậu cơ chứ. Không phải là thuộc hạ, mà là chúng ta sẽ thuộc về nhau. Chúng ta sẽ là của nhau. Chúng ta chúng ta sẽ bị đau đúng không? Đã không hát được thì thôi còn cố làm gì nữa. Làm im cho tớ nhờ đi. Cậu nằm im nhỉ? Không, tớ nghe lời cậu mà. Tớ bảo cậu nằm im, chứ không bảo cậu im mồm. Ơ, cậu bắt nạt tớ à? Đáng đời, ai bảo hay bày trò lắm cơ. Tớ ngoan rồi, cậu bày trò gì nữa đâu. Mà cậu đến thăm tớ hay là cậu đến hạnh huệ tớ đấy? Ơ, mà bây giờ đang trong giờ làm mà. Sao cậu ở đây? Nhớ tớ phải không? Nhớ cái đầu cậu ý. Ủa, chị này một thăm một mình. Tớ định yên xem cậu còn sống hay không đấy. Với cậu thì lý do gì cũng được. Mà may cũng có cậu qua đây thăm tớ đấy. Trên này buồn ơi là buồn. Mà có chuyện gì vui thì kể cho tớ nghe với. Chuyện vui á? Ừ. Bị hầm đi à? Tớ có phải nhà văn đâu mà kể. Ơ, à, chuyện gì chả được. Miễn là cậu kể, tớ nghe giọng cậu cơ mà. Nào. Được rồi tớ kể. Nhưng mà không ai cấm được cười đấy nhá. Ơ, chuyện vui mà không cho cười. Sao lại cấm? Thì có nghe không? Nghe. Ok. Bóng hàng ngày chị sợ đang trên đường băng đường đi học. Chị nhìn thấy bóng mẹ từ xa, chị liền chạy theo. Rồi chị chợt nhận ra cô bé bán xiêm đang đốt những con xiêm cuối cùng. Ước rằng mình không bị bán đi giống như là cậu Vàng. Bỗng, chắc là cuối cùng rơi trên chiếc cối xây gió. Chị chợt nhớ về lão già đang đập đá xe lăn bắc bó. Tớ bảo không hay là không được cười cơ mà. Thôi, tớ xin lỗi. Làm ra lại tiểu thư không giận tớ nữa. Quỳ xuống. Quỳ xuống á? Ừ. Thật. Thật. Được, tớ quỳ. Thôi, tớ xin cậu. Cậu xuống giường bây giờ lò ruột ra đấy. Chỉ cần là cậu muốn thì tớ sẽ làm theo. Thanh Xuân. Cậu nấu là số 1 đấy. Nhưng mà không phải tớ nấu. Ơ
Tớ làm gì có thời gian để mà nấu cháo cho cậu cơ chứ. Nhưng mà cậu yên tâm, chỗ này tớ phải đi rất là xa để tìm quán cháo ngon nhất ở cái Việt Nam để mua cho cậu rồi. Nhưng mà tớ vẫn thích. Nào. Ăn nhi lên để chóng khỏe còn ra viện nữa chứ. Anh hỏi con này, đang trong giờ làm việc mà mình xem phim thế này, không có làm sao không? Ôi giời, không làm sao đâu, em cứ xem đi. Nhưng mà cái phim này nó hay dã man luôn đây này. Giám sát đi qua thì làm thế nào? Thì kệ. Ông đang ngồi đây thì ai mà phạt mình được? Ủa? Ui nó ăn đầu con bé. Ôi. Phim hay. Chào giám sát ạ. Mà tự nhiên tại sao hôm nay giám sát lại rảnh rỗi đến xem phim với bọn em vậy ạ? À thì ở đâu mà Hạo Dân thì ở đó coi. Hả? À không, ý anh là ở đâu mà chiếu phim quốc dân thì anh ngồi xem ở đó. Đây là phim ma mà. Thì phim ma quốc dân. Bớt thắc mắc lại xem mình phim đang hay lắm. Thế còn Vũ Hạo, ở đây làm gì? Tôi thấy mọi người trốn đi xem phim hết. Tôi lại không biết làm việc cùng với anh, thì tôi phải xem cùng thôi. Thế thì mọi người đợi em một tí nhá. Xem phim là phải có đôi nhau. Xem. Xuất sắc. Yeah. Yên tâm, có tớ ở đây rồi. Nhưng mà sợ lắm. Sao đâu? Không sao đâu, có tớ ở đây rồi. Ôi thôi, chả xem ạ. Ok. Hết giờ nghỉ trưa rồi, tất cả quay trở lại làm việc. Sao đấy? Nhưng mà phim đang hay mà. Ngứa mắt. Giải tán. Giải tán. Đang bận gì? Tí nữa là cậu thất vọng rồi. Làm đâu ạ? À, tớ đi một mình thôi. Không còn ai đâu. Với cả đây không phải công ty ấy. Tớ với cậu bằng tuổi nhau, họ tên nhau là được rồi. Mà hôm nay cậu rảnh và đến thăm tớ đấy. Cậu nói cái gì đấy? Thế là trách nhiệm của tớ mà. Chúng ta là đồng nghiệp, cậu tai nạn, đương nhiên tớ phải đến thăm chứ. Này, ăn quýt đi. Cảm ơn. Nhưng mà để cậu đích thân đến đây thăm tớ, chắc là không phải một mình tớ đúng không? Cậu nói linh tinh cái gì đấy. Hôm nay tớ đến đây ấy, cốt là để thăm cậu thôi, không chuyện gì khác đâu. À, Thanh Xuân. Thanh Xuân làm sao? Sao đấy? Nói đến Thanh Xuân làm cậu khẩn trương đấy. Thanh Xuân á? Không sao. Tớ chỉ muốn hỏi cậu là cậu nghĩ sao về Thanh Xuân? Thanh Xuân á? Ừ. Đối với tớ, Thanh Xuân là một người rất giỏi giang. Lại biết quan tâm mọi người, sống rất là tình cảm. Trong công việc thì lúc nào cũng tháo vát. Mà đặc biệt lại còn rất là xinh đẹp nữa. Ai mà lấy cô ấy về làm vợ thì chắc hẳn. Hẳn sao? Hẳn rất hạnh phúc chứ sao nữa. Vậy à? Vậy cậu nhường cho tớ đi. Nhường gì? Cậu nhớ cảm giác này chứ. Cậu nói gì tớ không hiểu. Cậu đã quên là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như nào rồi. Để tớ giúp cậu nhớ lại nhá. Cậu cảm giác mấy thiệt chứ. Chúng ta từ xa nữa đi. Cậu dừng lại đi. Sao đây? Cậu cũng giả vờ như lúc nãy nữa à? Cậu muốn gì thì cậu nói luôn đi, đừng vòng vo nữa. Tớ đã nói rõ như ban đầu rồi.
từ bỏ thanh xuân. Tớ cho cậu 5 tỷ. Với số tiền này thì cậu sẽ sống an nhàn, hạnh phúc cả đời. Sao? Thấy đề nghị của tớ thế nào? 5 tỷ. Có vẻ lương của giám đốc cũng cao đấy. Để mà hào phóng tặng cho tôi một số tiền lớn như thế. Nhưng mà có một điều giám đốc chưa biết. Là tình cảm và thời gian tôi ở bên cạnh thanh xuân có lẽ là ngắn ngủi. Nhưng mà để mà quên đi ấy, có lẽ tôi phải dùng cả cuộc đời này. Vậy cái 5 tỷ mà giám đốc cho tôi ấy, liệu tôi có hạnh phúc và vui vẻ khi mà cứ phải nghĩ về một người hay không? Sẽ không và không bao giờ. Đúng là đừng cống đậu. Nhưng mà không sao, tôi biết là cậu sẽ như vậy mà. Vậy từ bây giờ chúng ta sẽ cạnh tranh nhau một cách công bằng. Tôi sẽ không bao giờ chịu thua cô đâu. Vậy giữ gìn sức khỏe nhá. Tôi đi về đây. À, nhớ cẩn thận nhá. Kẻo lần sau ấy, tôi lại không có cơ hội thăm cậu nữa đâu. Cô ta nói thế là sao nhỉ? Quản lý công ty thay bố con. Giờ này mẹ trẻ ở đây thì mẹ ở đâu? Ý cô là tại sao mẹ lại đi lại trong phòng bố con giờ này ấy? Thì mẹ ở phòng mẹ chán quá. Mẹ không thể sang phòng con được. Con hiểu mẹ quá mà. Mẹ làm gì có nhiều thời gian rảnh như thế. Đấy là ngày xưa. Ai rồi thì cũng sẽ thay đổi con gái ạ. Mà con gái của mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mẹ nhớ rồi, năm nay con 20. Con 20 tuổi á? Ừ. Mẹ có tuổi, cho nên đôi khi cái trí nhớ của mẹ nó cũng không ổn định con ạ. Con gái tôi nó lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng thế á. Bánh tráng ngon mà mẹ. Mà tự dưng mẹ hỏi tuổi con làm gì? Thì 26 tuổi rồi thì con cũng chuẩn bị ấy ấy đi còn gì nữa. Ấy ấy là gì ạ? Thì là lấy chồng, sinh con để cho mẹ còn có cháu bé chứ. Lấy chồng ạ? Mẹ ơi, con còn trẻ với lại công việc của con đang sang dở, làm sao lấy chồng từ này được? Sự nghiệp con đã sinh ra ở vạch đích, còn gì để phấn đấu nữa đâu. Con nghĩ cái tập đoàn này ai sẽ là người thừa kế? Cái tập đoàn này là do bố xây dựng, không phải là mẹ đâu. Mẹ làm nhà văn cơ mà. Thì bây giờ mẹ đang cùng gây dựng với bố con đây này, mà con định trả treo với mẹ đấy à? Không, con không trả treo với mẹ, nhưng con biết lấy ai bây giờ? Con yên tâm, bố mẹ đã tìm cho con một đối tượng hết sức ưng ý. Con mà kết hôn ý, không phải chịu thiệt thòi đâu. Mẹ, mẹ bán con đấy à? Con không lấy một người con không quen biết đâu. Thế con định cãi lời bố mẹ đúng không? Con không dám. Nhưng mà mẹ phải hiểu là không có hạnh phúc thì làm sao sống với nhau cả đời được. Thế chẳng lẽ ngày xưa mẹ lấy bố cũng chỉ vì bố giàu thôi à? Bố cô ngày xưa ấy chỉ là một người nhặt giấy vụn, còn mẹ chỉ là một nhà văn dạo thôi. Có ngày hôm nay ấy, con có biết là bố mẹ đã phải rất vất vả không? Thấy chưa? Mẹ thấy chưa? Rõ ràng là bố mẹ cũng trải qua từng ấy chuyện mới sống được với nhau. Còn không phải là... Thôi được rồi, nếu như thế thì
con đi tìm người yêu đi, rồi mang về đây giới thiệu cho bố mẹ. Mẹ, con biết tìm người yêu ở đâu bây giờ? Đấy là việc của con. 3 tháng sau sâu diễn thời trang, nếu con không tìm được người ưng ý thì phải lấy người bố mẹ đã chọn. Kìa mẹ, mẹ... Đấy là ưu ái lớn nhất cho con gái rồi đấy, mẹ về phòng đây. Mẹ! Tớ chỉ là muốn sang hỏi cậu về vấn đề nhân sự tháng mới, nhưng mà vừa đến đây đã thấy cậu vào đây cái gì đấy đấy thì đấy. Không có chuyện gì đâu. Mà cậu nghe thấy hết rồi không? Vừa đến đây thấy cậu vào lên rồi sao, có chuyện gì à? Không, chẳng có chuyện gì cả. Mà không có. Thì người hữu công có định xuất viện hay không? Hay định ở đây khám chiến tiếp? Không, tao ở đây. Này đâu đây? Gì đây? Cái gì? Ba mươi triệu tiền viện phí? Ừ. Tiền đâu tao trả? Thì mày cứ làm tiếp đi, viện phí rẻ mà. Tiền mổ hết tầm 20 triệu thì đã được bên bảo hiểm chi trả rồi. Vẫn còn 10 triệu nữa. Sao mà ra đủ tiền? Còn cái số tiền còn lại ấy, thì Thanh Xuân đã thanh toán hết rồi, yên tâm. Thanh Xuân á? Ừ. Thế nên là nếu mày muốn nằm viện tiếp ấy thì phải chi trả viện phí là một ngày 1 triệu đấy. Thôi, đi về. Mày không định nằm nữa à? Mày bị điên à? Tao lấy tiền đâu mà tao nằm? Mày có thích mày lên đây mà nằm nhá. Thôi, tao nhường mày cả đấy. Này, bây giờ đi về, tao với mày đi ăn. Hôm nay tao sẽ ăn một bữa đã đời. Mày cũng sống đúng với tiêu chí ăn nằm thôi nhỉ. Hết ăn rồi nào. Nhìn mày như này thì ai nghĩ mày vừa mổ xong. Này, suốt nửa tháng vừa rồi tao chỉ có ăn, nằm, hút cháo loãng ở trên này thôi. Làm gì ăn được cái gì đâu mà chả thèm. Hôm nay tao đặt cách cho mày được bao tao đấy. Cái gì? Bao á? Ừ. Thôi, tao nghĩ là mày làm việc tiếp đi. Chứ để mày sống ra ngoài tốn kém lắm. Đi. Cú đệ. Mọi chuyện là như thế đấy. Thì ra là vậy. Bảo sao lúc đấy cậu lại hét lên như thế. Nhìn tớ như thế này thôi, nhiều cuộc sống của tớ gò bó lắm. Tớ không có nhiều sự lựa chọn. À không đúng, tớ làm gì có sự lựa chọn. Bởi vì tớ là một kẻ không được có ước mơ. Vậy à? Cậu biết không, tớ ước mơ là nhạc sĩ, họa sĩ vẽ truyện tranh á. Nghe buồn cười không? Buồn cười cái gì mà buồn cười, đáng yêu đấy chứ. Nhưng mà có người khác còn có thể thực hiện được. Nhưng với tớ thì không bao giờ. Bởi vì ngay từ lúc sinh ra, tớ đã có một sứ mệnh cực kỳ to lớn. Đấy là phải kế thừa tập đoàn bố mẹ tớ. Tớ phải học một đống thứ vào đầu tớ. Chính trị, quản lý, kinh doanh. Bố mẹ tớ chính là kẻ đánh cắp ước mơ của tớ. Đến trung thân đại sự của tớ còn thấy sắp đặt.
tớ không có quyền để mà làm cái gì được cơ chứ. Thôi nào, cậu vẫn còn cơ hội mà. Cậu vẫn còn tận 3 tháng nữa cơ mà. 3 tháng? 3 tháng ngắn ngủi ấy thì tớ sẽ làm được cái gì? Vậy thì người chồng của cậu ấy, cậu mong muốn người đó là người như nào? Chồng của tớ? Ừ nhở. Tại sao tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều này? Không phải yêu cầu, chỉ cần ai cho tớ cảm giác an toàn, nhất định tớ sẽ lấy người đấy. Vậy thì ở bên tớ, cậu thấy an toàn không? Cậu ấy là người rất mạnh mẽ, vì thế ai bên cạnh cậu cũng sẽ có cảm giác an toàn. Yo. Cô lại chờ tớ một lát nhá. Kìa, Thu Lan! Thu Lan! Này! Kéo à? Ừ, chỉ muốn cái giọt này, nhưng mà vâng, tao chỉ muốn cái này nhá. Tiền chị ơi. Lòng này đã cho trao về ai, người đi mãi cũng không trở lại. Đã chốt yêu lòng mang từ ai, lòng thầm trách do ai đùa trêu. Là tôi đã chốt yêu nhầm em. Do tôi hay tự si tình thôi, tự mình ngốc nghếch rồi tổn thương. Thầm mong nhanh xa rời nhau, nhanh chóng chạy nhưng đâu từ đâu. Tình yêu duy nhất trong đời tôi, vì sao lỡ đem trao nhầm ai? Thầm mong quên quên được đâu, mong tách rời nhưng đâu được đâu. Tình yêu duy nhất trong đời tôi, vì sao lỡ? Thầm mong nhanh xa rời nhau, nhanh chóng chạy nhưng đâu. Tình yêu duy nhất trong đời tôi, vì sao lỡ đem trao nhầm em? Thầm mong quên quên được đâu, mong tách rời nhưng đâu được đâu. Con điên này, đi nhanh lên, tao đói lắm rồi. Cái thằng kia, mày không biết thương hoa tiếc ngọc à? Tao vừa mới mổ xong, đi nhanh làm sao được? Tội đi cùng xem nào. Ê, trời ơi, đói quá. Đã cho trao về ai? Thu Lan, đang ở đằng kia. Cậu lôi tôi chạy ra đây làm gì? Chỗ kia đông quá, không tiện. Mà này, mỗi lần tớ say, tớ rất thích nhảy đấy. Nhảy á? Vậy thì cậu đứng yên ở đây, tớ sẽ tặng cho cậu một điệu nhảy đặc biệt. Tình yêu như nắng chiều vội buông. Đứng yên đây đấy. Về đi mày ơi, về. Sao về? Quán đóng cửa, đi quán khác. Mày có bị làm sao không ấy? Khách khứa người ta ngồi đầy đây kêu đóng cửa. Thôi, tao xin mày đấy. Từ nãy giờ tao đi bộ mệt lắm rồi. Nhưng mà... Thôi mày... Tao xin mày đấy. Bỏ ra. Này, đừng. Nhưng mình nhị. Mệt quá thì mất. Nếu cậu cảm thấy bên tớ an toàn như vậy, vừa hay, tớ cũng đang cần một người để bảo kê. Thank you.
Giờ tớ chỉ có chiếc nhẫn này thôi. Tuy là nó không mang giá trị vật chất gì cả, nhưng mà Thanh Xuân, cậu chờ tớ một thời gian nữa thôi. Nhất định tớ sẽ cầu hôn cậu bằng một chiếc nhẫn thật sự. Đây coi như là một tình ước của chúng mình nhé. Kiểu Thu Lan, cậu đang nói linh tinh cái gì đấy? Tớ cảm thấy hơi say, tớ xin phép về trước nhé. Thanh Xuân! Thôi, cố lên, không sao đâu. Tại sao chứ? Tại sao như thế? Có gì đừng khóc, cả tớ ở đây rồi. Có mày ở đây thì làm sao? Mày có phải là Thanh Xuân đâu. Trái đất này có 8 tỷ người, 8 tỷ cơ hội khác nhau cơ mà. Hà có gì vì một người mà đau thương chứ? Trái đất này có 8 tỷ người thì sao? 8 tỷ người này có phải là Thanh Xuân đâu. Mày nghe tao nói này, ai rồi cũng sẽ có lúc gặp những điều tồi tệ như vậy, cũng như mày ấy. Vì thế mày làm theo tao đi. Mày hãy nhìn về phía trước, hét to lên. Điều gì tồi tệ hơn? Đến luôn đi, một mình tao chấp hết. Mày thấy chưa? Đủ tệ chưa? Hôm nay là một ngày rất là tồi tệ của tao, nhưng không có nghĩa là cuộc đời tao sẽ tồi tệ như vậy. Bởi lẽ dù bầu trời có u ám, bóng tối có vây quanh đi chăng nữa, thì thời gian trôi qua ấy, thì ánh sáng sẽ đến. Đấy, mày thấy chưa? Mày viết sắp thì cũng không đúng, thế ông trời phạt mày đấy. Biết trước là chả có cơ hội gì nữa, thế mà cứ đâm đầu lao vào như thế, có phải là ngu xuẩn không mày? Biết trước là sẽ chết, nhưng mà ta vẫn sống tốt từng ngày. Có ngu xuẩn thì cũng là cả thiên hạ cùng ngu xuẩn. Thế thôi, tao về trước đây. Mà không được, mình mà về nó nằm ở đây nó chết thì mình lại mất tiền đi vúng viếng à? Đi vậy. Đau quá. Sao đây? Đi. Em chào chị. Chị đến thăm khám hay là điều trị bệnh ạ? Em đến điều trị. Thế chị điều trị bệnh gì để em sắp xếp bác sĩ điều khám cho chị nhá? Em bị thất tình. Hả? Chị cho em vào một cái phòng nào đấy, cho em uống thuốc gì cũng được, miễn là em quên đi. Xin lỗi chị, nhưng ở bệnh viện chúng tôi lại không điều trị bệnh đấy. Chúng tôi chỉ điều trị những bệnh liên quan đến vật lý này, chấn thương này, hoặc là làm đẹp thôi chị ạ. Vậy ạ? Vâng. Ôi chị ơi! Trời, bây giờ em đã đủ điều kiện để nhập viện chưa? Ôi chị ơi! Chị! May quá cô tỉnh rồi. Em bị ngất bao lâu rồi chị? Được 12 tiếng rồi đấy. Cô quay lại đây cũng nhanh thật. Sao chị biết? Em mới gặp chị lần đầu mà. Tôi vừa xem hồ sơ bệnh án của cô lưu tại bệnh viện này. Sao thế? Cô vừa mới rời khỏi đây có hơn một ngày thôi mà. Yêu mến giường bệnh đến thế cả. Này, tôi biết cô đang bị thất tình đúng không? Buồn lắm đúng không? Tôi hiểu cảm giác của cô, đau lắm đúng không? Đau ở đây này, cảm giác như bị ai bóp nghẹt đi. Đấy,
người mình muốn nói thì không nói được, mà kẻ không cần thì lại cứ chú ý lắng nghe. Sao chị biết hay đấy? Thì trước đây tôi cũng như cô vậy đấy, yêu phải một kẻ có ra cái gì đâu. Nhưng mà bản thân tôi lại cứ cố chấp với dại dột. Nhưng mà được cái là tôi buông bỏ nhanh. Thôi thì cứ coi như một lần bị chó cắn đi em ạ. Nhưng mà người em thương ấy không phải là một kẻ khốn. Người ta là một người tốt, em rất thích. À, cái này tôi biết. Tình đơn phương. Có cái gì đau lòng bằng nhìn người mình thương được người khác tỏ tình đâu hả chị? Thế người ta đã đồng ý chưa? Lúc đấy em không chịu nổi chị ạ, nên là em bỏ đi luôn. Cũng chẳng biết là người ta có đồng ý hay là không nữa. Thế thì em vẫn còn cơ hội đấy chứ. Cơ hội gì nữa hả chị? Đối thủ của em là sếp của em đấy chị ạ. Người ta giàu có, xinh đẹp, em lấy cái gì đọ với người ta? Nhưng em có cái tin chân thành và một tình yêu sâu sắc cơ mà. Chị ơi, mấy cái thứ đấy bây giờ ấy không đem ra làm phép màu được đâu. Thế thì em phải phấn chấn lên chứ. Làm sao lại để cho bản thân mình mục nát như thế này được? Thất tình làm sao mà đáng sợ bằng thất nghiệp hả em? Đấy, mình mất tình rồi thì mình không thể để mất nghiệp được. Sáng sớm mai em vẫn phải dậy sớm đi làm mà. Người đàn ông trong ví của em ý, có mỉm cười hay không ý, thì đấy mới là điều quan trọng. Em... ai mà chả thất bại em. Thậm chí thất bại thêm vài lần nữa cũng có sao đâu. Trước khi đến được với cái đích cuối cùng ý, thì mình sóng xoài lên xuống vài lần nữa chả làm sao cả nhá. Nếu mà em thật sự yêu người ta ấy, thì phải dũng cảm mà tranh giành lấy. Đừng suy nghĩ điều gì cả. Hạnh phúc của mình mà, phải do mình giành lấy em ạ. Thế phải làm gì hả chị? Chị cũng không biết nữa. À, cái này phải do bản thân em tự trả lời thôi em ạ. Bản thân mà. Cố lên. Em suy nghĩ kỹ rồi chị ạ. Em nghĩ gì nhanh á? Em nghĩ gì đấy? Em biết cách giải quyết rồi chị ạ. Em cảm ơn chị, em thấy nhá. Ừ. À, trả viện phí đã rồi về. Viện phí? Em cảm ơn chị, em nhớ rồi. Cái con bé này. Ai bảo vệ? Ừ, dạ. Anh đang làm gì đây? Tôi ăn cơm. Ăn cơm? Vâng. Thế anh có biết là nội quy của công ty này là như thế nào không? Hả? Dạ, tôi biết ạ. Biết? Thế thì anh nói cho tôi nghe xem nào. Nội quy trong công ty là không được ăn cơm trong văn phòng và trong giờ hành chính. Anh biết rõ nội quy của công ty như thế mà vẫn còn vi phạm à? Hả? Tôi... Cô đừng nói chuyện này cho ai biết nhé cô nhé. Bỏ ra. Còn cơm tôi. Cũng là đồ rẻ rách. Anh mà còn chạm vào người tôi là đừng có trách tôi đấy. Tôi sẽ nói việc này lên ban giám đốc để họ đuổi việc anh. Đợi đấy. Qua. Giám đốc. Giám đốc ạ. Jessica, cô vừa làm cái gì đấy? Tôi vừa bắt quả tang tên bảo vệ này ạ. Cô. Giám đốc, tại sao chị lại đánh tôi ạ? Cô có biết suất cơm này là của ai? Tôi. Suất cơm này là của giám đốc mua cho tôi. Thấy tôi làm việc ngoài trời nắng vất vả quá, giám đốc thương tình mua được suất cơm bảo tôi vào đây ăn cơm cho mát. Gì? Sao anh không nói từ sớm? Cô cho tôi nói đâu mà nói. Yes. Cô nghe cho kỹ đây. Trên đời này ấy,
không có một loại thực phẩm nào là rẻ rách cả. Bởi vì nó được làm ra từ mồ hôi và công sức lao động chân chính của người đó. Nhưng mà ấy, chỉ có loại luôn coi mình là mẹ thiên hạ như cô mới là rắc rưởi thôi. Cô là công ty cho tôi. Giám đốc ơi, tôi biết mình sai rồi, mong giám đốc tha lỗi cho tôi ạ. Thôi kìa Thu Lan, như thế là coi đáng lắm rồi đấy. Dù sao chị sếp cũng làm theo luật lệ của công ty mà. Vâng, đúng rồi đấy ạ, Thanh Xuân nói đúng rồi đấy ạ. Mong giám đốc bỏ qua ạ. Vừa mới đầu tháng đã trả lương sớm thì không tốt đâu, bỏ qua đi. Được rồi, may cho cô đấy. Còn bây giờ ấy, cô hút cũng khỏi mắt rồi. Không thì cái nhân cách của cô bốc mùi rồi kìa. Chị phải làm được. Cảm ơn giám đốc ạ. Giám đốc, cảm ơn giám đốc. Cơm bẩn rồi, ăn cơm bụng chút lắm. Thôi giám đốc ạ, tôi như thế là tốt lắm rồi. Giám đốc đối xử với tôi như này, tôi chẳng mong gì hơn nữa rồi. Thôi, tôi như thế giám đốc, tôi đi làm bây giờ nhé. Giám đốc. Này Thu Lan, cậu đối xử với mọi người trong công ty tốt nhỉ? Như vậy thì đã đủ an toàn và ấm áp cho cậu. Chờ tia nắng về với hoàng hôn, bóng đêm là lúc kỷ niệm chảy trốn. Giọt nước mắt tan vào. Cậu đang nói cái gì đấy? Công ty còn nhiều việc, mình đi làm đi. Anh làm tốt lắm. Cảm ơn cô. Nhưng nhớ là phải giữ mồm giữ miệng đấy. Cái này thì cô yên tâm, không phải lo. Tôi là người chuyên nghiệp. Được, tôi tin anh. Thôi, tôi đi đây. Cảm ơn. Hai người họ làm gì mà lén lút thế nhở? Hóa ra là mấy người này đang đóng kịch à? Không được rồi, mình phải đi thông báo cho Thanh Xuân mới được. Tiếng anh. Chào Thu Lan. Chào giám đốc. Chị đang đi đâu mà vội vàng thế? Tôi đang định đi gặp Thanh Xuân để bàn một chút việc ấy mà. Ra vậy. Thực ra thì bây giờ tôi cũng đang định muốn đi tìm chị để bàn một chút việc đấy. Bàn việc á? Tôi muốn hỏi là tiến độ chương trình sâu sắp tới của chúng ta, chị làm đến đâu rồi? Tôi vẫn đang triển khai mà. Đây hẳn là plan của chương trình. Đúng rồi ạ. Tôi xem một chút. Vâng, thưa giám đốc. Chương trình cũng đã sắp diễn ra rồi mà kế hoạch vẫn còn đang triển khai chậm như thế này á. Chị ông anh này, tôi thấy hình như là tuổi tác của chị tỷ lệ thuận với tiến độ của chương trình như sao nhỉ? Có lẽ là vẫn hoàn thành kịp thôi. Hạ Vi, em ra viện rồi à? Chào chị Hồng Anh. Chào giám đốc. Em vừa ra viện hôm qua. Chúc mừng cô nhé Hạ Vi. Cảm ơn giám đốc. Mà tiến độ công việc có nhanh hay chậm là do tôi chịu trách nhiệm. Cảm phiền giám đốc nhân sự không can dự vào dự án này, bởi vì các ban lãnh đạo đã giao toàn quyền quyết định cho tôi. Cô. Hạ Vi, cậu ra viện lúc nào đấy? Tôi ra viện từ hôm qua, nhưng mà vui quá nên chưa kịp nói cho cậu biết. Cậu đi làm được như thế này là tôi vui lắm rồi ý. Rồi. Mà sao mọi người tụ tập ở đây đông vui thế này? Đâu có gì đâu. Tớ đang hỏi chị ông anh về tiến độ công việc ấy mà. Thu Lan, xin lỗi cậu. Nhưng mà mình xin phép được nhắc lại một lần nữa, là giám đốc nhân sự không cần phải can dự vào dự án này. Giám đốc, hãy làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình là được rồi. Là được rồi. Chị ông anh mình đi thôi. Gặp lại mọi người sau nhé. I walk the fire with you. We'll be right back.
này em ngầu thật đấy. Em còn dám bật lại cả giám đốc nhân sự cơ. Em có bật đâu, cái gì đúng thì em làm thôi. Ồ, mà dù sao chị cũng phải cảm ơn em. Bởi vì nếu không có em, chị cũng bị đuổi ra khỏi công ty này mấy lần rồi. Nói cái gì đấy, chuyện phải làm mà. Mà chị không hiểu sao, như kiểu là chị không hợp mệnh với mấy người giám đốc nhân sự ấy. Người nào cũng tìm cớ để đuổi chị ra khỏi công ty thôi. Chị biết vì sao không? Vì sao? Chị tốt đây. Ừ, chị biết mà, chị biết chị tốt mà. Em bảo em đùa đấy. Cái thằng bé này cứ trêu chị làm chị cứ tưởng chị có lối sống lịch lạc. Không có đôi lần nữa nhở. Ôi kìa, con bé kia, đúng rồi. Gì đấy? Không có gì. Mà vết thương cậu sao rồi? Tớ ổn. Nhưng mà có những vết thương dù đi qua bao nhiêu năm tháng vẫn không lành được, vì để lại sẹo mất rồi. Để lại sẹo á? Ủa chết rồi, cậu đi về đấy ngay để tớ kiểm tra. Con gái nó không được để lại sẹo đâu. Thanh Xuân, đây là công ty. À ừ dạ. Quên mất, cậu. Cái gì đấy? Tổng giám đốc đi vắng rồi, điệp phu nhân lại đang quản lý công việc. Cậu đưa xuất hồ sơ này cho điệp phu nhân giúp tớ nhé. Ok, thì tớ đưa cho. Hạ Vi. Hết rồi à? Ừ, hết rồi. Còn gì nữa? Không. Cậu về làm việc đi. Tôi cứ thế anh đi thật xa, bước chân khi ấy chẳng còn vội vã. Chẳng muốn níu kéo thêm gì, đừng để nhìn người ta đi. Ê bình yên còn chưa được lâu, gió đêm mà cuốn trôi vạn. Lại còn bày đặt chảnh chọe với mình nữa. Mà còn của Hạ Vi. Cứ tưởng là không quan tâm người ta nữa rồi đấy. Thả lỗi. Suốt mấy tháng qua, em đã thâu đêm suốt sáng cùng với chị. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành rồi. Chị nói quá, em chỉ chạy lăng xăng cạnh chị thôi. Thôi, tôi xin hai chị em. Sản phẩm đã hoàn thành, bây giờ ăn một bữa thật là to. Đúng, nhậu luôn. Thôi, hai đứa đi đi. Chị có việc mất rồi. Chị phải vào viện thăm bố tối nay.
Đi ăn mừng mà không có chị thì còn gì là vui nữa. Đúng đấy, chị đi đi. Thôi, để chị hẹn hai đứa dịp khác nhá. Hai đứa cứ đi đi. Chứ không thì chị lại thành kỳ đà cắn mũi mất. Chị này, cái gì mà kỳ đà cắn mũi? Thôi, chị đi đây nhá. Chị đi luôn ạ. Chị đi rồi, tớ với cậu đi nhậu đi. Có mình tớ với cậu á? Hay là không muốn đi nhậu với tớ? Không, tớ muốn đi với cậu mà. Thế đi. Happy, yo! Này, chúc mừng cậu nhá. Thế là cậu sắp được thăng chức rồi đấy. Ê, chúc mừng cái gì? Lâu diễn thời trang còn chưa diễn ra kìa. Nào, chúc mừng đi, mặc kệ kiểu gì mọi việc cũng tốt đẹp thôi. Yo! Này, hôm nay cậu có tâm sự gì à? Sao uống nhiều thế? Tâm sự á? Lúc nào tôi chẳng có tâm sự. Nhưng mà kệ đi! Dù sao thì sau show diễn này, cuộc sống của tớ cũng không còn là của tớ nữa đâu. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Không linh tinh. Ừ, nói cho cậu bí mật á. Tớ không sao. Cậu thích gì? Ăn có tí cháo lưỡi đã gục luôn rồi. Giới trẻ bây giờ ra nhanh quá. Người ta bảo say quên lối về là đây mà. Ai bảo cậu là tớ say? Tớ không say. Cậu đưa tớ ra xe, tớ sẽ đưa cậu về tận cho cậu xem. Tớ xin cậu đấy. Bây giờ mà cậu đèo tớ về rồi bị thổi nồng độ cồn, lương của tớ không đủ để trả cho cậu đâu. Thanh Xuân ạ. Cậu, cuộc đời của tớ bây giờ là của cậu. Cậu muốn làm gì làm đi. Này, cậu mà nói nữa là tớ đem cậu đi bán đấy nhá. Mà Thanh Xuân. Này, Thanh Xuân. Đại xỉu đấy à? Này Thanh Xuân, cậu có biết không? Tớ cũng thích cậu lắm. Mỗi lần mà nhìn thấy cậu rồi là tim tớ lại rớt cái ụp. Cậu không là tớ đã phải lượm lên rồi lắp lại bao nhiêu lần đâu đấy. Nhưng mà mỗi lần mà tớ nhìn thấy cậu khóc ấy, tim tớ lại bóp nghẹn, đau lắm. Nếu như cuộc đời của cậu không còn là của cậu thì cuộc đời của tớ là của cậu đấy. Tất nhiên cậu ngất đi như thế này tớ mới dám nói thôi. Chứ à thôi, dù sao thì tớ cũng mong là cậu có thể nghe tiếng lòng của tớ. Bọn mình về đi. Mà cậu nặng quá đi mất rồi. Tớ thích cậu. Thanh Xuân, cậu nói cái gì cơ? Cậu nói lại đi. Này Thanh Xuân. Thanh Xuân lại ngất rồi đấy à? Cậu có biết là cậu vừa làm trái tim của tớ vỡ tan một lần nữa không? Nhưng thế là đủ rồi. Đi thôi.
rộn vang hân hoan hát câu yêu đời nữa. Có chuyện gì từ từ nói. Có chuyện gì à? Có chuyện gì? Đấy, không đây. Người xem. Chị làm sao thế này? Có chuyện gì thế này? Dạ, thưa thị phu nhân, người nhìn xem ạ. Chị không biết, lúc mà chị vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy như thế này rồi. Chắc chắn là có người hãm hại chị em mình rồi. Mọi người cứ bình tĩnh đi. Tất cả trong phòng của chúng ta đều có camera. Anh, đi check tất cả các cam cho tôi. Sẽ tìm ra kẻ phá hoại thôi. Dạ thưa phu nhân, nhưng mà cái kẻ thông minh lắm bạn. Trước khi hành động nó tắt camera rồi nên không để lại dấu vết gì ạ. Tôi không quan tâm. Đấy là trách nhiệm của anh. Còn nếu anh không tìm được, anh cũng tắt cùng cái camera đấy luôn. Vâng, thưa phu nhân. Hạ Vi, cô chịu trách nhiệm về bộ sưu tập này, cô có ý kiến gì không? Mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, còn không có để lại một dấu vết gì cả. Tôi... Nếu như bây giờ chúng ta may lại bộ sưu tập có kịp không vậy? Không kịp đâu phu nhân ơi. Cả bộ sưu tập chúng tôi phải vất vả mấy tháng trời mới xong. Bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là trình diễn rồi. Thì làm sao mà kịp được ạ? Hạ Vi, cô biết chúng ta sắp diễn sâu đúng không? Giấy mời đã được gửi tới tất cả các quan chức lãnh đạo. Nếu chúng ta không tổ chức thì sẽ là một vết nhơ rất lớn và thiệt hại cho công ty không hề nhỏ. Cô chịu trách nhiệm được chứ? Tôi biết ạ. Cô biết. Vậy cô cho tôi cách xử lý đi. Tôi biết cách. Chào phu nhân, chào mọi người. Jessica, cô mang vào đi. Chào phu nhân, chào mọi người. Jessica, cô đang đẩy cái gì đấy? Tôi đẩy vào phao cứu sinh của mọi người đấy. Bộ sưu tập. Phu Lan, tại sao bộ sưu tập của tôi ở đây? Của mình. Thu Lan, không lẽ cô... Ê, mọi người đừng vội phán xét như vậy chứ. Chỉ là tôi biết là Hạ Vi còn trẻ, cho nên là làm việc rất có thể còn nhiều thiếu sót. Vì vậy tôi đã đề nghị với điệp phu nhân là làm một bản thiết kế backup nữa để dự phòng, do tôi và Jessica đảm nhận. Điệp phu nhân biết điều này. Gặp tôi và đề xuất, tôi đã đồng ý. Khi giao dự án này cho Hạ Vi, tôi đã đồng ý. Thu Lan, cô làm rất tốt. Dạ không có gì ạ, cảm ơn phu nhân. Jessica, cô cũng làm rất tốt. Phu nhân quá khen ạ. Thu Lan, lần này cô đã cứu một bàn thua trông thấy. Hạ Vi, cô lên cảm ơn Thu Lan đi. Vì không cô biết mình sẽ thế nào rồi chứ. Dạ vâng phu nhân. Giám đốc, không có gì. Lần sau thì nhớ rút kinh nghiệm nhé Hạ Vi. Thôi được rồi, tất cả mọi việc đã được giải quyết. Mọi người quay trở về làm việc đi. Tôi nghĩ là không sao đâu, còn rất là nhiều cơ hội khác mà. Tôi ổn mà, không sao đâu. Không thể nào.
tại sao cô ta có thể biết mà sắp xếp được như vậy nhỉ? Không lẽ lại có sự trùng hợp như thế? Kế chị, nhớ đâu mình nghĩ sai thì oan cho người ta quá. Với lại quan trọng nhất, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Thì Xuân nói đúng đấy chị ạ. Điều quan trọng nhất là mình chuẩn bị tốt cho sự kiện này kia cơ mà. Nhưng mà... Ơ cái con bé này! Kể chị, mọi chuyện còn đang sốc nên Hạ Vi mới như thế. Một thời gian nữa bạn lại sẽ ổn định thôi. Để chúc mừng Thu Lan thì hôm nay tôi sẽ mời cả công ty đi liên hoan, chúng ta đi thôi. Gì đấy? Sao không vào chung vui với mọi người đi? Có gì vui đâu hả chị? Mà em chúc mừng chị với cả Thu Lan nhá. Chúc mừng cái gì hả em? Chị cũng chỉ là cái bóng của người ta thôi. Rõ ràng cả bộ sưu tập là chị làm, mà bây giờ có ai nhớ đến chị đâu. Người ta ấy, toàn Thu Lan thôi. Đúng là con sâu cái kiến như bọn mình chả có cái tác dụng gì cả. Mị cũng tội chị thật đấy. Bỏ bao nhiêu công sức như thế chả được cái gì cả. Chị biết làm thế nào bây giờ hả em? Buồn thật đấy. Này, làm tí không? Chị lấy ở đâu đấy mà bây giờ đang giờ làm việc đấy. Em lo cái gì, bây giờ là giờ nghỉ trưa rồi. Mà mọi người còn đang liên hoan chúc mừng Thu Lan đi kìa. Hơi đâu mà đi để ý hai chị em bọn mình. Thế bây giờ chị định nhậu không như thế này à? Không là không thế nào? Cha da. Chị ăn trộm ở trong bữa tiệc đấy. Nhậu thôi.
Thanh Xuân. Ô, Thu Lan. Ừ. Bữa tiệc đang diễn ra, không ở bên đấy sang đây làm gì? Thôi, cậu bỏ qua bữa tiệc lấy lệ đi. Làm sao mà tớ vui party khi mà người quan trọng của tớ ấy không ở đấy được chứ. Anh đứng ở trước mặt em. Ý cậu, tớ nói như vậy chưa đủ rõ ràng à? Này, bạn cậu. Hoa của cậu sao lại tặng cho tớ? Thật ra thì khi mà nhìn bó hoa này và nhìn cậu ấy, tớ không thể nào phân biệt được đâu là hoa, đâu là cậu nữa. Đời có mấy ai hiểu được tiếng yêu của thế gian. Cho nên điều tốt nhất là hai vật này nên ở cạnh nhau đi. Cậu khéo miệng thật đấy. Mà thôi, hôm nay là ngày vui của tớ mà. Đi, đi chúc mừng với tớ đi. Ông thầy, có con hả? Tớ rủ Hạ Vi được không? Hạ Vi á? Tớ thấy cậu ấy đang ở một mình, tội quá à? Được thôi. Dù sao thì tớ cũng đang có ý định đấy mà. Cậu tốt rồi đấy, thì bây giờ đứng đi nhá. Ừ. Yo! Chúng mình phải uống vì cái sự bất công của xã hội này. Chuẩn. À mà này, chuyện tình cảm của em dạo này như nào rồi? Chị đừng có nhắc nữa. Tan thành mây khói hết rồi. Mà chị biết thừa là em thích Thanh Xuân mà đúng không? Ừ. Em là em rất kỳ vọng vào cái chiến dịch lần này. Thế mà đáng nhẽ ra là em được thăng chức, là em đã đường đường chính chính đại tá Thanh Xuân rồi. Thôi không sao, em còn nhiều cơ hội cơ mà, lo gì. Cơ hội? Làm gì còn cơ hội nữa hả chị? Không còn cơ hội thì còn có chị ở đây cơ mà. Anh Xuân, cậu ở đây từ khi nào đấy? Tớ ở đây lâu lắm rồi. Tớ nhớ cậu quá. Sao đấy? Em không định đuổi theo Thanh Xuân à? Thua. Thua gì? Em thua triệt để rồi. Từ lúc mà em được giao nhiệm vụ đảm nhận cái dự án này là em đã từng bước xa vào kế hoạch của cô ta rồi. Kế hoạch gì cơ? Sắp xếp khéo léo thật đấy. Cuối cùng chỉ có một cái mục đích là kết thúc sự nghiệp của mình và chia rẽ tình cảm của mình và Thanh Xuân. Kế hoạch gì cơ? Thôi, chị không cần phải diễn nữa đâu. Hạ màn rồi đấy. Diễn cái gì cơ? Mọi sự sắp đặt là của Thu Lan đúng không? Và tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà chị ở đây. Chị, em hiểu nhầm chị rồi. Chị không cần phải nói gì nữa. Em hiểu. Và em rất hiểu. Chị thì có thể làm được cái gì với cái địa vị của mình trong công ty ngoài việc nghe lời?
thua thì vẫn là thua thôi. Cảm ơn em đã hiểu cho chị. Thực ra chị cũng chỉ bị ép thôi. Bây giờ em nhờ chị việc cuối được. Tớ đây. Cậu đến nơi chưa? Tớ chưa, tớ đang trên đường dưới sân bay. Sao đấy, sao lại gọi cho tớ? Nhớ tớ hả? Ai mà thèm nhớ cậu. Thế làm sao, gọi tớ chuyện gì? Chẳng qua nghe nói đi sân bay ấy, thì lúc nào cũng bị delay à. Nên là muốn thử xem một số người có đang cô đơn không. Sợ ai đấy bị bỏ rơi một mình ấy. Hay quá à, Thanh Xuân. Từ bao giờ mà cậu biết thả thính ấy hả? Tớ học cậu còn gì nữa. Được lắm, tớ biết cậu rồi đấy nhá. Thế thôi đi đi, đi cẩn thận nhá. Đi đến nơi gọi điện cho tớ. Cái này muốn đưa cho em. Chị có quà cho em à? Đây, đơn xin thôi việc của Hạ Vi. Đơn xin thôi việc của Hạ Vi? Làm sao Hạ Vi xin thôi việc hả chị? Chị cũng không biết nữa. Chỉ biết là Hạ Vi nhường nộp cái này. Đáng nhẽ là đưa cho Thu Lan đấy. Thế nhưng mà chị đi công tác rồi, nên chị đưa cho em để em xem trước. Chắc là dạo này Hạ Vi thất bại trong công việc nên rất là áp lực. Chị để im, em gọi cho Hạ Vi hỏi. Em không gọi được đâu. Công ty cũng gọi cho Hạ Vi để xác nhận rồi, nhưng mà cô ấy không nghe máy. Mà thôi, em xem nếu đồng ý thì ký đơn cho Hạ Vi đi. Cô ấy muốn thế thì mình cũng không nên làm khó cô ấy làm gì. Dạ vâng. Chị vào đây làm gì đấy? Làm gì à? Cô giỏi lắm, Jessica. Ông, cô cứ đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với cô sau. Còn Thanh Xuân, em nhất quyết không được ký. Thì em đã ký đâu. Mọi chuyện thực ra là do có người khác sắp đặt. Hạ Vi bị hãm hại đấy em. Em hiểu nhầm Hạ Vi rồi. Chị nói vậy là sao? Báo đi.
bảo vệ. Cậu đã nhận ra đây chưa? Làm sao mà không nhận ra được? Chú bảo vệ công ty mình còn gì nữa? Đeo vào. Đeo vào. Tên Minh Thái. Cái tên đâm mạng Vi ấy, cũng chính hắn ta đấy. Sao cậu biết? Nhỡ đâu không phải thì sao? Chị, người giống người là bình thường mà. Jessica, tôi đã nói cô là đợi tôi cơ mà. Lẽ ra là chúng tôi không biết đâu. Nhưng vì hành động mờ ám của cô làm cho tôi nghi ngờ và theo dõi. Cuối cùng thì phát hiện ra tên này đây. Thầy Xuân, em xem đi. Cái gì đây hả chị? Đây chính là USB chứa đoạn video đã bị xóa hôm xảy ra vụ phá hoại bộ sưu tập của công ty. Sao chị gọi được nó? Cái này thì phải nhờ Vũ Hạo đây rồi. Chính là tên bảo vệ này. Hắn ham mê cờ bạc, đến nỗi phải đi vay tiền của bọn cho vay nặng lãi, làm cho chúng kéo nhau đến công ty, xảy ra xô xát. Và trong lúc xô xát thì hắn đã làm rơi cái USB này, và Vũ Hạo đã nhặt được. Thế ai là người đã hãm hại Vi? Cô định đi đâu thế, Jessica? Tôi đi có việc một chút. Ở lại nghe nốt câu chuyện đã. Đúng đấy. Người hãm hại Hạ Vi không ai khác, chính là cô. Đây chính là bằng chứng. Và ông bảo vệ này chính là đồng phạm. Chị nói em nghe, có phải chị làm không? Không. Các người đừng có mà ngậm máu phun người. Cô im đi. Bằng chứng rõ ràng như thế này rồi mà cô vẫn còn chối cãi à? Hay là để tôi gọi lên công an, người ta đến xem xét. Thì lúc đấy cô tha hồ mà chối cãi nhỉ? Nói cho em nghe, có phải là chị làm không? Không, không. Nói! Tôi nói là cô ta ép tôi. Ở nhà tôi có đứa con bị bệnh, cần tiền điều trị, nên tôi chọn vay tiền của bọn xã hội đen. Cô ta biết được, cô ta ép tôi phải làm việc đấy. Nếu như tôi không làm, cô ta sẽ sa thải tôi. Ngược lại, tôi làm, cô ta cho tôi rất nhiều tiền để điều trị cho con. Chị... Jessica, sao cô lại là con người bị ổi như thế hả? Hạ Vi đã làm gì cô mà cô sai người hãm hại nó hả? Nói em nghe, tại sao chị làm thế? Không phải tôi, tất cả không phải tôi. Đúng là chị đã làm rất nhiều việc, nhưng mà chị không phải là kẻ chủ mưu. Không phải chị. Thế rốt cuộc ai là người chủ mưu? Là ai? Là Thủ Lan! Chị... Mỗi cái việc ra ra... Chị ơi, thực ra bây giờ em không có lý do gì để đuổi con Hạ Vi cả. Không có lý do để mày cứ biết đường của ta là lý do. Chị nói thế thì oan cho em quá. Con Hạ Vi nó biết thì cũng là bằng đại học, chứng chỉ thì thế thì không hết. Em có mỗi cái bằng cao đẳng lầu thì làm sao mà cười được nó hả chị? Vậy thế thì mày chuẩn bị đồ nghỉ việc luôn đi. Chị ơi, em xin chị cho em thêm một cơ hội nữa đi. Em hứa sẽ không làm chị thất vọng đâu ạ. Cơ hội? Được, một cơ hội thôi. Nếu lần này mày làm được thì tự quân sẽ cút khỏi mặt. Tất cả là âm mưu của cô ta. Cô ta vì muốn giành lấy tình cảm của Thanh Xuân nên là ép buộc và bắt bọn tôi phải làm như thế. Thanh Xuân, em phải tin chị. Chị cũng chỉ là người bị hại thôi. Là Thu Lan. Người bị hại à? Vì cô cho cô cái quyền là người bị hại, là con sẵn sàng trả đạp lên người khác đúng không? Đúng không? Tất cả đều là lý do
hay nghèo, họ đều có sự sống cả. Anh là cái quyền gì có cái sự sống à? Còn các người, các người sẽ phải trả giá đắt cho ngày hôm nay. Chuẩn bị tinh thần để mà ăn cơm tù suốt phần đời còn lại đi. Bây giờ cút tay ra ngoài cho tôi. Biến ra khỏi đây. Cút! Em có sao không? Em không sao cả. Em cảm ơn chị về tất cả mọi chuyện. Bây giờ chị lo lốt chuyện còn lại giúp em nhé. Với cả chị nhớ đừng nói chuyện này với Điệp phu nhân, bởi vì về tính cách của mẹ em, kiểu gì cũng có một cơn giông bão lớn đấy. Chị nhớ rồi. Số chuyện quan trọng muốn nói với cậu mà về công ty không tiện, đây là tớ dừng lại ở đây. Chuyện quan trọng gì mà ở công ty không tiện ấy? Có phải là cậu đang muốn nói chuyện về tình cảm của chúng mình? Dừng lại đi. Tớ xin lỗi nhá, làm cậu khó xử vậy à? Tớ nói là cậu dừng lại đi. Tớ biết tất cả mọi chuyện rồi. Cậu nói gì đấy? Tớ không hiểu. Thế rốt cuộc bà là người chủ mưu? Là em! Là Thu Lan! Rồi cậu lại có cái này. Những chuyện xấu không làm thì người khác mới không biết. Cậu làm rồi lại mong là người khác không biết à? Tớ, cậu biết những chuyện gì rồi? Tớ biết hết tất cả mọi chuyện. Từ chuyện cậu sai người lên Lâm Hải cơ, đến chuyện cậu hãm hại em đi. Không, cậu nghe tớ giải thích đã. Tớ không phải như vậy đâu. Dừng lại đi! Đừng ép nó làm như thế.
ở đây. Thành Sơn, tôi sai rồi. Cho tôi một cơ hội được. Một cơ hội thôi. Cậu đã từng nói là ở bên tớ là an toàn mà. Tôi đã từng nói với cậu, ở bên cậu cảm giác rất an toàn. Nhưng bây giờ tớ chỉ thấy sợ hãi thôi. Tớ trả lại cậu. Từ giờ cậu không cần đến công ty nữa. Và tớ xin tớ đi lấy chồng. Bắt chút thời gian đến chung vui cùng tớ. Cậu lấy chồng à? Lấy ai? Một người an toàn hơn cậu. Con thương đang mang điều ai thấu. Rồi cứ thế hai ta rời xa, sẽ đôi câu hứa tìm về hai ngã. Người đứng phía cuối con đường, lặng nhìn yêu thương hòa vào màn sương. Chờ tia nắng về với hoàng hôn, bóng đêm là lúc kỷ niệm chạy trốn. Về nơi cuối xóa nhòa bóng anh xa rời. Chọn cất giữ trong lòng hãy đêm trôi vui. Sao thế con gái? Mặt lại không vui thế kia? Con có chuyện gì đâu. Chắc nhá. Thế không định đổi ý đấy chứ? Con không đổi ý đâu. Còn như thế mẹ cũng vui lắm. Chủ động việc lấy chồng. Chứ bao nhiêu lâu cũng chẳng có người yêu, cũng không có ý định lấy chồng. Làm đôi khi mẹ nghĩ con cái mẹ lại có cái giới tính khác đấy. Mẹ, giả sử con có vấn đề về giới tính thật thì sao hả mẹ? Thì mẹ buồn. À, nhưng mà con của mẹ không thể như thế được. Không thì đã không chủ động việc kết hôn đúng không? Nhưng mà con gái á, nếu mà thực sự có như thế thì mẹ cũng sẽ chấp nhận. Ai bảo con là con gái của mẹ cơ chứ. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Xinh quá đi ấy. Thật à chị? Lại còn không không, trời ơi. Mặc trong váy cưới lộng lẫy như thế này ấy. Ôi, chú rể nó lấy được em thật là rất có diễn phúc luôn ấy. Vâng ạ. Chê mồi à? Mồi suốt từ chiều đến giờ, chả được con nào. Đấy. Người không vui ấy, thính đâu được thơ mà đòi cá nó đớp. Ai bảo thế? Thu Lan, sao cô ở đây? Sao đấy? Không ăn anh tôi à? Tất nhiên là tôi không ăn anh cô rồi. Cô lại định có mưu mô gì? Mà sao cô biết tôi ở đây? Cô đa nghi đấy nhở? Tôi hỏi Vũ Hạo. Chết tiệt này, lại bếp xếp. Đúng là nam nhân, không thể nào tin ai. Cậu ta mà không nói á, cô quên mất ấy, cô là giám đốc nhân sự rồi à? À vâng, chị thì ghê rồi. Mà thôi, cô nói luôn đi.
Cô tìm tôi có việc gì? Chắc hẳn không phải vì mấy con cá này chứ. Vẫn thông minh như ngày nào nhỉ. Nhưng mà nếu hôm nay mà tôi không ở đây, cô sẽ ân hận cả đời đấy. Ân hận? Cô nghĩ tôi còn gì để ân hận? Không tình cảm, không sự nghiệp, là một kẻ thất bại. Tôi hận điều gì? Cô đâu có mất tất cả đâu. Cô còn thanh xuân mà. Còn thanh xuân? Cô nói mà cô không thấy nực cười à? Chính cô là người cướp thanh xuân của tôi. Bây giờ cô đến đây, cô mỉa mai. Thế thì cô thành công rồi đó. Đúng là một kẻ hèn nhá. Cô nói cái gì cơ? Tôi bảo cô ấy là một kẻ hèn nhá. Chỉ một chút sóng gió cuộc đời như vậy ấy, mà cô đã vội bỏ cuộc rồi. Suy cho cùng ấy, thì cô cũng chỉ là kẻ ích kỷ. Sóng gió thất bại của tôi ấy không phải từ cô mà ra. Nếu mà không có những cái trò bẩn thỉu của cô ấy thì tôi cũng chẳng mất thanh xuân đâu. Tình trường cũng như chiến trường mà thôi. Không có khái niệm nào gọi là bẩn thỉu và ngay thẳng cả. Chiếu kẻ thắng là người thua. Cô đừng có nguy biện cho sự yếu kém của mình. Đúng, tôi yếu kém, tôi thua cô. Cô không cần phải nói gì nữa. Nhưng mà ấy, thanh xuân thì có nhiều điều muốn nói với cô đấy. Tôi hỏi cô nghĩ thử xem. Đã bao giờ ấy cô hỏi thanh xuân rằng cô ấy nghĩ gì, cô ấy muốn gì, có yêu tôi hay không, hay là đã bội bỏ cuộc? Có đôi lúc ấy, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Ý cô là cô chưa thua, nhưng mà ấy, cô đã vội bỏ rơi người yêu cho kẻ khác. Có đôi lúc ấy, đã muốn cái gì kẻ biết nắm lấy, nhưng mà cô đã vội buông tay. Điều đó đã khiến cô trở thành một kẻ thua cuộc. Đúng, tôi là một kẻ thua cuộc đấy. Thua cuộc hết lần này lần khác, được chưa? Tỉnh táo lại chưa? Tôi nói nhiều như vậy ấy, cô chưa hiểu à? Cô dám đánh tôi? Được lắm, hôm nay tôi liều mạng với cô, đánh đi. Nếu mà muốn thua cuộc thêm một lần nữa ấy, thì cô đánh tôi đi. Tôi không ngại đánh nhau với cô. Bởi vì căn bản cô không phải đối thủ của tôi. Chỉ là nhìn thấy người mình yêu và đi lấy một người mình không yêu ấy, tôi không đành lòng. Tôi nói cái gì tôi chả hiểu cái gì cả. Thanh Xuân sắp lấy kẻ khác rồi. Cô ấy sắp lấy chồng. Cái gì cơ? Lấy chồng á? Sao lại lấy chồng? Không phải lấy cô ấy chứ? Nếu mà lấy tôi ấy, tôi còn đứng đây nói chuyện với cô à? Cô chăm sóc Thanh Xuân cái kiểu gì? Còn để cô ấy đi lấy chồng? Tôi cũng là một kẻ thất bại như cô thôi. Nhưng mà hai người... Hai người cái gì? Đúng là tôi dùng mưu mẹo để thắng cô. Nhưng mà căn bản ấy là không thắng được Thanh Xuân. Cô ấy không thích người mưu mẹo như tôi. Nhưng mà điều quan trọng nhất ấy là người cô ấy yêu không phải là tôi. Cô yêu ai? Cô bị ngu à? Nói từ nãy không hiểu à? Là cô đấy. Là tôi, nhưng mà... Nhưng cái gì nữa? Không thời gian đâu. Không phải tôi tốt bụng đấy để nói chuyện với cô đâu. Chỉ là nhìn Thanh Xuân như thế tôi không đành lòng. Nhưng mà bao giờ cưới? 3 tiếng nữa. Cái gì? Sao bây giờ cô mới nói? Bây giờ cô mới hỏi. Cô... À mà Thu Lan. Cái gì? Không đi đi, gọi cái gì nữa? Cảm ơn cô. Cô... Không có gì. Nếu mà không phải là tình địch thì cô cũng là một người tốt đấy. Hay là tôi chuyển qua yêu cô nhá, để chúng ta có thể gần gũi nhau hơn. Kính chết đi được, cô đi chết đi. Xin chào đón tất cả quý vị ngày hôm nay đã có mặt tại hôn lễ của chúng tôi. Trân trọng nhất đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã có mặt để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho cô dâu và chú rể. Làm cái trò tầm này còn chưa đến nữa. Vâng,
Lan ơi, em làm cái gì đấy? Em... để xem cô ấy nói gì đã. Dạ vâng ạ. Xin giới thiệu mọi người, tôi là Thu Lan, giám đốc nhân sự của Trang Company. Chỉ đừng giúp đạt ạ. Mọi người hãy like, subscribe để theo dõi nhé. Ơ, con đi kia là ai? Sao để vào đây nói tin cái này? Bảo vệ, bảo vệ, lúc này con đi kia ra ngoài. Từ từ đã. Để em xem cô ta nói gì. Em đang nói cái gì đấy? Vội quá em nhịu. Em tưởng nói vậy không khí nó vui tươi. Không vui thế nào em ơi. Và dạ vâng ạ. Và như mọi người đã biết, trong không khí vui tươi và hạnh phúc như thế này thì không thể nào thiếu được sự góp mặt của những người bạn. Đúng. Và càng không thể nào thiếu được những món quà. Đúng không ạ? Chính xác. Và cho nên là trước khi cô dâu chú rể của chúng ta bước vào lễ đài thì tôi xin phép được gửi tặng cô dâu chú rể một bài hát. Dạ vâng ạ. Và món quà ý nghĩa này thì sẽ được gửi đến từ Thu Lan. Và nó sẽ là một bài hát vô cùng ý nghĩa và rất là phù hợp với khung cảnh vô cùng tuyệt vời này. Và bài hát đó mang tên... Yêu mà muốn trốn chạy. Xin mọi người cùng lắng nghe ạ. Đã cho trao về ai, người đi mãi cũng không trở lại. Đã chốt yêu lòng mang từ ai, lòng thầm trách do ai đùa trêu. Là tôi đã chốt yêu nhầm em người ơi, lòng lưu luyến phút giây ân cần từ người. Chỉ trách do tôi tự si tình thôi, tự mình ngốc rồi tổn thương. Thầm mong nhanh xa rời nhau, nhanh chóng chạy nhưng đâu có đâu. Tình yêu duy nhất trong đời tôi, vì sao lỡ em trao nhầm ai? Thầm mong quên, quên được đâu, mong tách rời nhưng đâu được đâu. Tình yêu duy nhất trong đời tôi, vì sao lỡ? Thầm mong nhanh xa rời nhau, nhanh chóng chạy nhưng đâu có đâu. Tình yêu duy nhất trong đời tôi. Tình yêu.
Dạ vâng, xin được gửi lời cảm ơn đến một phần quà vô cùng ý nghĩa, một dòng ca không chuyên đến từ nữ ca sĩ Thu Lan ạ. Vâng, và giờ phút quan trọng của buổi lễ ngày hôm nay đã đến. Xin mời cô Thu Lan sẽ bước về vị trí khách mời của mình để cùng tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời ạ. Và đồng thời, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía cuối sân khấu để chào đón sự xuất hiện của Thu Lan và Thu Lan. Ước gì một ngày nào đó em cũng được mặc váy cô dâu. Lấy chồng đi. Mất mặt. Chờ anh với. Tựa hoa tựa mơ là cuộc nhân duyên ngăn ta tương phùng. Lệ rơi ướt mi, đọng lại hận trong trái tim tan úa. Lặng nghe gió quan đời, tình liêu chẳng quyết che thêm bao tư niệm. Sâu tư sâu riêng mình, ngóng chờ ai giữa giấc mơ. Kính thưa quý vị, từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu vẫn là một câu chuyện dài với những cung bậc cảm xúc và màu sắc khác nhau. Thế nhưng có một điểm chung là khi hai trái tim hòa chung là một, khi các bạn đã nguyên kết với nhau trọn đời, thì nó sẽ được xây dựng bằng một tổ ấm hạnh phúc. Như cây liền cành, chim liền cánh. Và ngày hôm nay, trong thời khắc quan trọng này, đôi bạn trẻ ấy cũng nguyện với bên nhau tạo thành một gia đình hạnh phúc. Và đó chính là hôn lễ thật tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần thảo sớm ngô mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Để có được cô dâu chú rể ngày hôm nay, đó chính là nhờ công ơn dưỡng dục sinh thành vô cùng to lớn của các đấng làm cha làm mẹ. Khi cô dâu và chú rể trưởng thành và ngày hôm nay họ gặp nhau tại đây để có được một hạnh phúc. Và trong thời khắc quan trọng này, chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Trần Phu Nhân là mẫu thân của cô dâu lên sân khấu ạ. Vâng, và không thể thiếu ngay lúc này, xin mời bà dâu tổ là tâm thân của chú rể cùng bước lên sân khấu ạ. Đầy đủ trên sân khấu thì tôi xin mời chủ hôn của hai bên gia đình và cô dâu chú rể cùng bước lên trên một bước để chào tất cả các quý vị quan khách đã có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn hai bên gia đình và xin mời quý vị quan khách hãy cùng nhìn lên trên sân khấu để lắng nghe những đôi lời tâm sự tâm tình của hai bên gia đình. Rất là cảm ơn các bác vị khách quý đã có mặt trong buổi lễ thành hôn của con chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thì tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là dâu tổ và thân sinh ra cháu Kỳ Kiêu đây. Thực sự thì trong những cái ngày trọng đại như thế này thì tôi cũng không cố khỏi với sự xúc động. Các con cái đến tuổi lấy vợ cả chồng rồi thì cũng như là chim ra tổ như là cá ra cảnh. Nhưng xúc động quá hay là nhiệm thương cảm như là lá xa cảnh này. Khổ cực trăm bề. Phật tả phù hộ như tôi cũng không có gì nhiều nha. Chỉ có 20 tỷ để cho con trai tất nên phải sống qua ngày những ngày tháng cơ cực khi mới lấy vợ. 20 tỷ. Con trai cố gắng nhất. Con cảm ơn mẹ nhiều nha. Mãi như thế này mẹ nha.
Vâng ạ, xin được cảm ơn tấm chân tình cũng như là món quà hết sức ý nghĩa của mẫu thân chú rể đã dành tặng. Và ngay giờ phút này, chúng ta cũng rất là mong muốn được lắng nghe những chia sẻ cũng như là những gửi gắm của bà Điệp phu nhân là thân sinh ra cô dâu trong thời khắc quan trọng này ạ. Dạ, kính thưa các quý vị, những điều mà gia đình tôi muốn nói thì bà Thông ra đây đã chia sẻ hết cả rồi. Chính vì thế nên là tôi cũng không dâm dài nữa. Thưa quý vị, gia đình chúng tôi thì không có điều kiện, cũng không có nhiều tiền mặt như gia đình bà Thông ra. Cũng chỉ có cái căn biệt thự nho nhỏ 10 triệu đô tọa tại Jordan City để tặng cho hai cháu. Thì cũng gọi là có cái chỗ chui ra chui vào thôi ạ. Về phần công việc thì gia đình chúng tôi xin tặng hai cháu hai cái công ty con trong tập đoàn mà gia đình chúng tôi đang quản lý để các cháu tạm thời có một cái công việc ạ. Đấy, gia đình không có điều kiện, con cái đi lấy chồng thiệt thòi, thiệt thòi quá cực. Cứ tưởng là bà Thông gia đã là diễn sâu chơi lớn rồi nhá, thế mà Điệp phu nhân nhá còn chơi lớn hơn. Bởi vì người ta là nhà văn có thực lực mà. Bà Thông gia khiêm tốn quá. Dạ, chị cứ quá khen làm cho tôi lại thấy ngại, cũng chỉ toàn những mấy cái thứ tầm thường thôi mà. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những cái lời chúc cũng như món quà vô cùng tuyệt vời của hai thân sinh ra cô dâu và chú rể. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời, một nghi thức vô cùng quan trọng trong lễ cưới. Bữa tiệc nào cũng có rượu đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức uống rượu chào hôn của cô dâu và chú rể. Phải bận lòng thôi ạ. Hạ Vi, cô đến đây có việc gì thế? Phu nhân mà mọi người cứ bình tĩnh đi. Tôi đến đây để chúc phúc cho Thanh Xuân mà. Thiếu gì lúc để chúc mà lại chúc vào cái lúc này? Tôi đã bảo bà cứ để im cho tôi xử lý cơ mà. Hạ Vi, nếu được thế thì cảm ơn cô. Cảm ơn phu nhân. Thanh Xuân, hôm nay cậu đẹp quá. Cậu có biết là khoảng thời gian vừa rồi đối với tớ nó dài như thế nào không? Tớ phải làm đủ mọi thứ để tớ quên cậu đi. Nhưng mà làm sao mà giấu được bản thân mình khi mà tớ cứ cố quên cậu, thì cậu lại càng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí của tớ. Thật sự nhiều lúc tớ rất là muốn được gọi điện cho cậu, được đến bên cậu, nhưng mà
sợ. Tớ sợ khi mà tớ phải nhìn thấy cậu trong vòng tay của một người khác. Sợ cậu xa lánh tớ. Nhưng mà điều tớ sợ nhất đã thành hiện thực mất rồi. Nhưng mà không sao đâu. Nhìn thấy người mình thương hạnh phúc là tớ vui rồi. Cậu phải thật hạnh phúc đấy nhá. Tớ xin lỗi. Về đây. Hạ Bi! Cậu nói hay lắm. Cậu nói rằng chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc thì cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thế đã bao giờ cậu hỏi rằng cậu ấy hạnh phúc hay chưa chưa? Cậu có hiểu hạnh phúc là gì không? Cậu nói rằng cậu quan tâm tớ. Tại sao lúc nào cậu cũng muốn tớ một mình? Cậu bỏ rơi tớ như thế à? Hắn ta có làm tớ vui mỗi ngày không? Hắn ta có giống như cậu cố gắng làm cho tớ cười không? Không. Hắn ta có cùng tớ đi qua sông bão không? Tao nói tôi đi à? Cậu nghĩ tớ có hạnh phúc không? Cái gì cũng không, tức là tớ đang không hề hạnh phúc. Đây là lần cuối cùng tớ sẽ hỏi cậu. Mong rằng cậu sẽ trả lời thật lòng. Trong cuộc đời của cậu, tớ đã bao giờ là quan trọng nhất chưa? Hay chỉ là một người thoáng qua thôi? Lúc nào đối với tớ, cậu cũng là quan trọng nhất. Đây là cơ hội cuối cùng. Đưa tớ đi. Là khi em bước lên đời mong mây, nửa mặt trở nên tự do thế thôi. Tình yêu như nắng chưa vội buông nhanh. Đi đâu đấy? Đưa vào tôi đi đâu? Anh chết mất mùi, mất xin lỗi nhá. Oh baby, when you talk like that, mày. Sợ cô tớ như thế này, không sợ bố mẹ cậu buồn à? Bố mẹ tớ cũng như cậu, ai cũng mong muốn tớ hạnh phúc hết. Không sao đâu. Tớ không sao cả. Cậu đưa tớ đi nhanh lên, cho họ bắt được là cậu không còn cơ hội bên cạnh tớ nữa đâu. Nhưng mà tớ có xe. Có xe? Xe gì? Xe rước dâu. Đi thôi. Anh ơi, hay không chưa ai lấy mất. Cái gì? Cái xe là ai chụp lấy? Trò của đánh rồi. Lên đi Tinh Xuân. Xe hoành tráng được. Nhưng mà tớ thích. Tớ sẵn sàng chưa? Tớ đi nhanh lắm đấy nhá. Sẵn sàng. Tớ sẵn chưa mà thôi. Tôi chết. Chẳng lẽ mình lại là người lấy vợ tiếp theo à? Nhưng mà lấy ai được mà? Không hạo đơn. Xe thì tớ cõng cậu. Nhằm có làm được không? Được á. Nhưng mà phải có một điều kiện. Cười dám ra điều kiện với bổn cung à? Không thể tha lỗi được. Nộp tài nắng chết. Tha lỗi là nộp tài.
nhà ngươi nhá. May cho nhà ngươi, bồn cung đây cũng không phải kẻ có lòng dạ hẹp hòi. Ta còn sẽ ban thưởng cho ngươi cơ. Thưởng á? Thưởng gì đấy? Đúng không? Nhắm mắt lại. Hỏi một câu rất đơn giản đơn, hãy định nghĩa ai tình. Là lực hấp dẫn vô thoáng ra, hay hương vị đắng ngọt. Từ thời ta yêu nhau ban đầu chỉ có ngọt ngào, mà về sau sóng gió tới chẳng ai hay. Tình yêu như mây trắng nhẹ trôi xanh biếc trời trong rồi bão to kéo qua chạy trốn làm sao. Bồn cung ban tặng cho người sự ngọt ngào này, người phải biết trân trọng, biết chưa? Con phải khỏi đi thôi. Đi đâu? Chứ không còn chăn mật. Đây, chết rồi. Cho mà nghe thân thương cô bé nhà quê nhưng không phải không cửa đâu, bên đã yêu lâu phải lá tan chỉ chớ vì chi hoang mang đừng bận ra cảnh hoành tráng ở trong trái tim tình yêu mang sang lang thang suy nghĩ tiền đâu đi cho dù tiền nhà tiền bị hàng tháng ngang quán chuyện hè liệu em có chịu hay lại khỏi chịu nông nịu. Ôi thì tôi cũng chịu tình yêu cô bé tiểu quỳnh cùng với tiểu thư nó kiểu như ai thôi thì cứ cãi đi yêu và thì ngại chi cứ vậy được gì nó đi khó khăn quá thì cùng vượt qua ngay từ việc hai cô bé yêu nhau cũng được mà bước qua thanh xuân rồi cùng thanh xuân là cả thanh xuân đó là việc khả thi tự vì dẫu có xấu thì cớ hà chi đó là khi cậu bên cạnh cùng tớ mà đi tự vì dẫu có xấu thì cớ hà chi đó là khi cậu bên cạnh cùng tớ mà đi. Một cô gái xinh đẹp, sau này sẽ chuyển giới. Còn đây này. Thật ra anh. Đây, còn đây là quả dâu rể. Vừa thế lộ hết. Thôi, tự nhiên mày nói câu đấy. Anh. Cắt chưa được. Ăn thịt thế à? Hôn thật đi. Xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn. Mình là Nam Drama. Thì chúng mình vừa kết thúc xong một cảnh quay cuối cùng của bộ phim Kế hoạch của đội tiểu thư. Đó, thì bây giờ là tròn 00 giờ. Đó, ngày của chủ nhật, ngày 5 tháng 5, đại loại là cái thế. Đó, thì thực sự luôn lúc này mình cũng không biết nói gì bởi vì cái cảm xúc của mình không biết là lên vui hay lên buồn nữa. Bởi vì cảnh quay cuối cùng cũng là nó kết thúc rồi thì cũng nghĩa là phim sẽ kết thúc. Đó, thực sự luôn là cảm thấy tuy rất là hơi mệt vì phải làm quần quật suốt một tuần nay rồi, nhưng mà mình cảm thấy là thật sự là buồn. Đó, mà buồn thì chả biết nói gì, mình xin phép được nhận lời cho anh Kiên rồi nói liên tiếp đến giờ nhiều quá. Xin chào mọi người. Đây là những cái hôm nay là cảnh quay cuối cùng của series phim Kế hoạch lần đầu tiểu thư.
và anh mong mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như là theo dõi phim cũng như ủng hộ phim nhiều hơn. Xong và sắp tới thì công ty cũng sẽ ra những cái dự án mới thì cũng mong các bạn sẽ ủng hộ giống như kế hoạch của tiểu thư trong một năm qua. Và bây giờ thì để nhờ lời kết cho bộ phim này thì Thanh Xuân và Hạ Vi sẽ có đôi lời với các bạn nhé. Xin chào mọi người, mình là Hạ Vi và thật sự rất là cảm ơn mọi người trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ và support chúng mình rất là nhiệt tình. Và không có lời gì ngoài lời cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người, mình là Lá Thanh Xuân, cùng vai Thanh Xuân ở trong bộ phim Kế hoạch lừa tiểu thư. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ phim, ekip đồng hành cùng các bạn hình tố trong suốt thời gian qua. Đầu tiên là phải cảm ơn tài trợ chính, đạo diễn, những bạn support cho chúng tôi tạo lên bộ phim, những con người đứng sau hậu trường, những make up này, sản xuất này. Vào đây anh ơi, anh cứ nói tiếp đi. Cũng mong là tất cả công sức của chúng tôi sẽ mang một lời chúc hạnh phúc đến tất cả những bạn trong cộng đồng LGBT nói riêng và tất cả những con người khác có một hạnh phúc thật là vui vẻ này. Luôn luôn lúc nào cũng tươi cười nhá. đây là lần đầu tiên là chúng tôi nói mà nó không có một gọi là hệ thống gọi là quy luật gì cả. Thực sự nói gì nó hơi nhạt, tuy nó nhạt nhưng mà nó là nói lại đúng không? Nó cổ. Cái này chia sẻ chân tình và chân thật nhất. Thực sự các bạn mà cái gì thật thì bao giờ nó cũng nhạt đó. Thực ra thì anh có một vài đôi lời định nói nữa này. Thực ra thì hôm nay cuối cùng ấy, cảnh tay cuối ai cũng muốn nói lời chào người lời vui vui lắm, nhưng mà thực ra tự nhiên bây giờ anh thấy bắt đầu thấy nó hụt hẫng, định là mai không biết quay cái gì hay ngày kia hay thế sao, không biết các bạn đòi phim hay là muốn xem cái gì tiếp theo hay là phim sẽ đi đâu về đâu hoặc là sẽ làm cái gì tiếp theo. Tự nhiên thấy nó bắt đầu thấy nó có một cái gì đó trông chênh, nhưng mà anh cũng mong muốn rằng sự ủng hộ của các em trong bộ phim ấy cũng như cả toàn thể ekip sắp tới công ty và ekip sẽ cố gắng ra những cái sản phẩm mới hơn phục vụ cho đông đảo các bạn xem trong kinh trạm cũng như là cái cộng đồng LGBT cũng như là đông đảo hơn khán giả sẽ đón nhận những cái sản phẩm của công ty như ekip làm ra. Rất mong các bạn ủng hộ nhé. Từ các bạn ạ. Nếu như các bạn muốn xem tiếp phần 2, phần 3, phần 4, phần 5 của Kế hoạch lừa tiểu thư thì anh nhớ like và subscribe cho chúng mình thật là nhiều nhé. Thì đó là cái đầu duy nhất để bọn mình có thể làm được những phần tiếp theo. Và bây giờ xin chào các bạn. Chào và hẹn gặp lại.